Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài, tôi sẽ hướng dẫn gọi là một cái bài minh họa. Đại loại như mình hiểu là một cái bài tổng hợp những kiến thức có liên quan đến cái phần học của tuần trước, của bài trước. Đây chính là HTML form. Thì với nội dung của bài học trước ấy, thì mình biết rằng là nếu mà chỉ xây dựng trang web để cung cấp thông tin một chiều ấy, thì cái sự hấp dẫn nó sẽ không cao. Đó, mình hiểu nôm na là như vậy ha. Tức là nó không hấp dẫn người dùng. Tức là anh chỉ đưa thông tin từ phía của anh thôi. Tức là ý của là thông tin của cái chủ cái website, của cái người tạo sở hữu trang web ha, tạo và sở hữu trang web. Thế thì để tăng cường ha, cái khả năng thứ nhất là thông tin nó mang tính hai chiều, tức là anh cung cấp cho người ta và anh cũng phải tiếp thu ý kiến của người ta thì anh mới phục vụ cho tốt. Đây là ý tưởng là như vậy. Và mức cao hơn nữa là để có thể lập trình được thì đòi hỏi là anh phải cho phép full thu thập thông tin ha, thu thập thông tin người dùng trên web nữa. Đó, đấy là cái mục tiêu là những cái HTML tag mà mình học trong cái bài hôm trước. Thì bài hôm trước thì có bốn cái tiêu chí chính thôi. Một là các bạn phải biết các cái tag dùng cho cái mục đích thu thập thông tin trên các cái giao diện của trang web. Thì đây, cái đó chính là HTML form. Thứ hai nữa là để hỗ trợ cho việc tạo ra các cái giao diện nó linh hoạt ha, nó biến hóa, đại loại như vậy đấy. Thì hôm trước mình có học một cái tag rất đặc biệt, đấy là deep ha, deep tag. Rồi nếu như muốn hiển thị các cái ký hiệu này nọ ha, thì các bạn sẽ dùng đến symbol, đúng không? Symbol hoặc là entity. Và cái mục tiêu cuối cùng trong cái bài của cái phần lý thuyết trước đó đó, thì mình nói về metadata, đúng không? Đó. Thế thì cái bài mà hôm nay tôi làm ấy, là tôi sẽ minh họa một cái phần của bài tập, một cái phần của bài tập tuần 3, đúng không ha? Thì cái đây tôi mở cái bài tập tuần 3 lên. Thì trong bài tập tuần 3 thì tôi giới thiệu các cái bài tập để ứng dụng cho việc sử dụng các cái tác dùng cho cái việc thu thập thông tin trên web ấy. Đấy chính là mình sẽ làm các cái trang web giống như ha, giống như các cái trang mà phục vụ cho cái việc tạo các cái tài khoản miễn phí trên webmail của Google, của Yahoo và của Microsoft. Đó. Thì trong này mình thấy trong cái bài 1, trong cái bài thu hoạch tuần thứ 3 các bạn phải làm đấy, thì tôi chụp lại giao diện. Dĩ nhiên các bạn nhớ nhá, người ta luôn luôn thay đổi sau mỗi một thời gian. Cho nên là cái thời điểm tôi chụp cái hình này, đấy các bạn đang nhìn trên màn hình này, tôi phóng lớn này lên chút, phóng lớn ha. Tại thời điểm mà thu thập mà tôi chụp cái hình này thì giao diện nó như thế này. Bây giờ có thể nó sẽ không như này nữa. Và mong muốn là gì? Là mình sẽ làm cái thời điểm nào mình làm mà mình làm giống cái giao diện đó chứ không làm giống cái cũ, đúng không ạ? Đó. Đây chính là giao diện của Google. Thì mình thấy đây, giao diện đầu tiên, mục đích của khi tạo thì người ta phải biết ai là người tạo, đúng không? Tức là nó phải thu thập thông tin của cái người mong muốn được sở hữu một cái tài khoản miễn phí trên Gmail của Google. Thì về nhập thông tin thôi, họ tên và mong muốn là anh sẽ tạo ra tài khoản tên là gì, đúng không? Rồi mật khẩu anh dự kiến anh sẽ đặt là gì, đại loại như vậy đó ha. Những cái còn lại như cái hình bên phải của cái vùng này, mình thấy nó chính là cái hình thôi, rồi chữ viết. Và các bạn thấy là những cái đổi mới của sau này ấy, của nhiều năm sau này thì giao diện của nó rất là đơn giản các bạn. Đó. Nếu như các bạn tạo free mail của những năm 9 mấy hoặc của những năm 2000 lẻ mấy ấy, thì cái giao diện nó phức tạp lắm, phải nhập nhiều thứ lắm, ha. Và nói chung là nhìn nó rối rắm. Ở đây trên này là giao diện tôi chụp mà khi mà cái trình duyệt của tôi nó sử dụng tiếng Việt, cho nên là giao diện tiếng Việt, đúng không? Đó. Dùng tiếng Anh tiếng Việt thì không quan trọng, đúng không? Nên đây thì đấy là tôi giải thích để mình biết logo tiếng Việt. Đấy, khi mà đã nhập thông tin ở đây xong rồi, bấm vào nút tiếp theo này, đó, mình nhìn vào là mình hiểu cái tương tác. Bấm nút tiếp theo thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện thứ hai là xác minh số điện thoại. Đấy,
để nó liên lạc, anh phải có, anh tạo ra phải có cái gì để liên lạc, lỡ mà sự cố hay là bị gì đó tôi hủy tài khoản của anh thì tôi báo cho anh biết, hoặc là có những vấn đề mà trắc trở trong quá trình có thể bị kẻ xấu tấn công hay gì gì đó đúng không, thì tôi báo cho anh biết để anh ngăn chặn. Đó là cái dạng xác thực hai thành phần, sau này còn dùng smartphone nhiều bạn thấy nó hay có cái vụ này. Đó. Đây là giao diện của Google, ok ha. Và trong bài tập thì tôi có diễn giải sơ một số cái đúng không? Đó. Thế còn cái bài thứ hai á là xây dựng cái trang thu thập thông tin đối với việc mà người dùng muốn sử dụng các cái địa chỉ mail miễn phí của cái thằng Yahoo. Yahoo là một cái free mail rất là nổi tiếng trong quá khứ các bạn, rất là nổi tiếng nha. Nhưng sau này thì nó không còn nổi tiếng do nhiều lý do, đây mình không đề cập chuyện đấy ha. Nó cũng thu thập thông tin. Trang thứ hai cũng vậy, cũng là xác thực giao theo cái dạng xác thực theo hai thành phần đúng không? Thế rồi bài thứ ba thì cái giao diện này là giao diện của Microsoft này. Microsoft nó có cái hệ thống mail miễn phí của nó ấy. Free mail, nó có free mail luôn các bạn. Nó trước đây nó dùng là Hotmail, hot là nóng đó các bạn, Hotmail.com. Đấy là một cái hệ thống mail của một cái hãng khác được Google, Microsoft nó mua lại. Còn sau này nó có cái nữa là Outlook.com ha. Nó có mấy cái đấy, rồi Live đại loại như vậy. Hôm nay thì tôi giả thiết là tôi đăng ký trên Outlook.com. Và thằng này thì nó cũng đơn giản và nó có nhiều bước hơn. Đấy, tôi chụp hình các bước, tôi nhập đại lung tung vào chụp thôi ha, nó có bốn cái lận ha, năm cái lận, có năm cái lận đó. Thì trong cái bài này tôi sẽ chọn một cái và tôi sẽ chọn cái bài đầu tiên, tức là chọn chọn để minh họa cho các bạn cách làm tạo ra cái giao diện này dựa vào những cái thành phần, dựa vào hai cái rất quan trọng mà hôm trong cái bài lý thuyết trước mình học ấy, là sẽ dựa vào các cái input tag đúng không? Tức là thu thập thông tin thì anh phải dùng input đi hoặc là dùng select đại loại như vậy, rồi dùng một cái tag mà hôm trước mới nói đấy là deep ha, deep tag đó để tạo ra giao diện này. Cái bạn thắc mắc là tại sao làm này cũng làm mình kia thì có mấy lý do vớ vẩn như thế này ha. Thứ nhất là tôi thích Google đơn giản đúng không? Tôi thích Google nên tôi tạo Google. Thứ hai nữa là theo tôi nghĩ rằng là trong cái giao diện này thì cái dưới hướng dẫn gọi làm bằng cái tài khoản, cái giao diện thu thập thông tin của Google ấy đối với Gmail ấy thì nó bao quát hơn, tức là nó phức tạp hơn hai kia. Và tức là nếu mà nắm được rõ này thì hai kia gọi sẽ làm được, sự khác biệt không đáng kể đúng không? Và vấn đề thứ ba nữa là tôi thấy cái giao diện của này nó dễ thương hơn, đơn giản hơn thôi, chả có phức tạp gì hết. Dĩ nhiên tôi hướng dẫn mấy cái thằng dưới này cũng được đúng không, mà tôi nghĩ mấy cái này các bạn tự làm hay hơn, là những cái này thì nó sẽ dễ làm hơn thằng kia một chút, thằng này cũng vậy. Ok ha, bây giờ bắt đầu mình sẽ làm thử nha, đây là yêu cầu. Giờ mình người thực vừa thực mình lấy cái giao diện mới của nó, là mình sẽ tạo ra, các bạn sẽ vào cái phần tạo tài khoản mới đây, create account đúng không? Thì ngày xưa thì bấm đây là nó chuyển đấy, đây nên nó mới đấy, đây nó có. Nó hỏi mình là ông muốn tạo tài khoản cho bản thân ông hay là cho quản lý cái việc kinh doanh, tức là mình mở công ty chọn này. Thì nếu mà tạo theo kiểu quản lý tài khoản kinh doanh ấy, thì nó cung cấp các cái thông tin liên quan đến công ty các bạn và mình phải trả tiền nhá, bây giờ nó không miễn phí nữa. Ngày xưa lâu lắm rồi thì nó có cái vụ miễn phí này, cho tạo tài khoản công ty cũng có miễn phí luôn, mà sau này thì như tôi biết thì nó phải trả tiền đúng không? Ở đây thì mình rông dài nói chút để bạn có biết tại sao nó có cái này thôi. Còn đây thì mình chọn cái đầu tiên là cho cá nhân tôi đúng không? À, thì mình chọn cái mục này đây mình thấy này, nếu mình đem so sánh này, cái giao diện này thì cũng hơi khác biệt tí xíu đúng không? Này hơi khác chút, cơ bản là giống nhau nha các bạn, hơi khác chút xíu. Đấy, nó có thêm cái mục là use my current email address instead. Tức là có nhiều khi các bạn đã có tài khoản email rồi thì nó có cái này. Nếu bạn muốn dùng tiếng Việt thì dễ mà, mở này lên mình kéo xuống đúng không? Mình chọn Việt Nam đâu ta? Tiếng Việt, à đây tiếng Việt. Đấy thì nó ra tiếng Việt giống như kia. Đấy, sử dụng địa chỉ email hiện tại của tôi hay gì gì đó. Ổn đúng không? Tiếng Việt, tiếng Anh tùy các bạn nha. Đó. Vậy cái này đóng đi, đúng không? Đấy.
Bên trước khi làm thì nguyên tắc đầu tiên là các bạn phải nghiên cứu, đúng không? Định hướng, nghiên cứu. À, tại vì đang làm bắt chước của người ta mà. Có cái này bởi vì mình chưa giỏi thôi, còn nếu mà các bạn giỏi rồi, các bạn nhìn vào cái này, các bạn tự nhìn, các bạn vừa tính dựa vào kinh nghiệm và kiến thức, các bạn sẽ tính. Còn đây mình chưa giỏi thì mình phải tập ha, mình tập theo cái cách làm của họ. À, và đương nhiên những cái này thì có những cái các bạn buộc phải được lấy của nó thì các bạn mới làm được. Thứ nhất, mình trên này mình thấy đây là hai cái hình, đây là cái hình, đây là cái hình, đúng không? Tại sao biết nó là cái hình? Nhấn nút nhìn thì nó là cái hình, thì nó là hình thôi, đúng không? Nhưng mà nói vậy thôi chứ nhìn là hình mà có đôi khi nó không phải là hình, nó gọi không phải là hình đâu ha, nó lại là chữ mà nó dùng các kỹ thuật để nó định dạng, nó mô tả. Thế thì nếu vậy thì làm sao biết chắc chắn nó là hình? Nãy nói kiểu kiểu nói cồn đúng không? Là bây giờ mình nói kiểu cù nhầy đúng không? Nhìn thấy nó hình tức là hình, ok. À, để khẳng định chắc chắn là hình, còn nhấn nút phải vào đây, còn inspect ha, inspect element. Các bạn thấy nó có, đây là một cái tag SVG này, bản chất nó là hình, đây là một cái trường phái mới cho phép tạo hình dưới dạng chữ, nó gọi là cái hình dạng vector, các bạn, hình vector. Đó, cái này là hình dạng vector này. Đấy, mỗi một thằng này nó là một chữ G, chữ A, chữ này là chữ E này, chữ L này, chữ G này, chữ O này, O này, O hai màu khác nhau đúng không ạ? Và chữ J đúng không? Đó. Thì đây chính là cái, nó là cái hình đó, nó là cái hình SVG. Đây là một cái dạng mà hình dạng vector, tức là đưa ra thuật toán, đưa vào tọa độ thì thằng trình duyệt nó tự động nó chạy, nó vẽ ra cái đó thành cái hình luôn đó. Nhưng mà đây mình lại không thấy, nó hơi kỳ kỳ đúng không? Mình lại không thấy cái, nó không dùng tắc IMG giống như cái buổi tuần trước mình học, mà nó lại tắt SVG. Cái này là cái thuộc cái dạng là vector đúng không? Nếu bạn muốn biết thông tin này á thì các bạn sẽ lấy cái thằng SVG này, các bạn Google hoặc bạn truy cập vào link này này. Đây, truy cập vào cái link này. Mình bát đấy ha. Đấy, cái thằng mà W3 consultant thì nó sẽ nói đấy ha. Đây chính là một cái SVG này, là scalable vector graphic. Đó, tức là một cái đối tượng mà nó vẽ đồ họa theo cái dạng vector, nó có nhiều phiên bản và HTML5 trở đi ấy, thì nó cho phép hỗ trợ để vẽ cái này ngay trên web luôn, nó rất hay các bạn. Đây cái này là gợi hình nha các bạn, là hình đó. À, cái thứ hai nữa, cái này tôi thấy cái này là hình. À, cái này có thể vậy, nó có giống hình bình thường không hay cũng lại dùng tắt SVG đúng không? À, đây mình nhấn phải, đây mình muốn chọn inspect này. Thì đây nó dùng hình này, tôi thấy nó để tác dụng tắt IMG đúng không? Và chỉ vào cái link này mình thấy cái hình luôn đấy đúng không? Hoặc là bạn nhấn nút vào đây, các bạn open image in new tab ha, new tab, thì mình thấy nó mở cái hình này. Đây là hình này. Đó. Có một cách khác đơn giản hơn, nếu các bạn có kinh nghiệm rồi ấy, thì các bạn chả cần phải inspect, các bạn cũng biết, tức là mình nhìn trên này nhanh nhất các bạn trên Google Chrome nha, những thằng khác có thể cũng có mà tại tôi không chắc chắn, tôi không không nói cho những thằng khác, tức là mình nắm này, mình lôi này, lôi nhưng mà nó ra được cái hình nó đi theo như thế này, cái này chính là image đúng không? Đó. Cái này mình nắm không đi theo được thì cái này chưa chắc đã là hình, giống như dùng tắt IMG thông thường. Tôi cũng đang nắm một cái chữ Google tôi lôi đấy mà nó không giống thế đúng không? Như vậy thằng này chắc chắn là hình đúng không? Còn thằng này thì không biết có phải hình hay không, thì nãy giải thích rồi đúng không? Đó chính là cái file hình nó dạng SVG, dạng này nè, scalable vector graphic, tức là đồ họa mà nó vẽ thẳng trên này luôn. Còn thấy trên này người ta đưa vào các cái tọa độ ha, để nó vẽ ra cái đường theo cái các giống như là mô tả chữ đấy, nó ra vẽ trên này luôn. Như vậy là mình sẽ có, đây là giao diện thứ nhất. Bây giờ bấm tiếp theo cũng được hay không? À, thì xin nói rằng là không được đúng không? Thế thì mình lại đang nghiên cứu mà, thì mình sẽ nhập vào. Ví dụ đây giả sử tôi nhập tầm bậy thôi đúng không? À, tôi muốn muốn tạo tài khoản cho Nguyễn Minh ha, Quang ví dụ vậy ha, Nguyễn Minh Quang. À, rồi tôi muốn đặt tài khoản, tên tài khoản này là Nguyễn Minh Quang ha, Nguyễn Minh Quang 246 246 đúng không? Ví dụ vậy đó. À, bấm sang bên này.
thì nó báo là có thằng nó đặt tên này rồi, à đau khổ đúng không, thế mình đặt 12 12 06 ví dụ vậy đó. À cũng có luôn rồi các bạn, thôi cho thêm nó 2020 nào. Ok hả, giả thiết như thế này nhưng mình đâu tạo đúng không hả, có sẵn này nó chỉ cho mình, nó xuống mình, ông có thể đặt là miếng Minh Quả 563 ha, hay gì gì đó chả biết, chọn đại. À, dưới đây mật khẩu giả sử tôi đặt tên ABC Quang ơi 10 206 ví dụ vậy ha, đây cũng vậy, ABC cũng khó nhớ đúng không, ABC Quang ơi 10 206 đó, thì lúc này mình next tiếp hả, không khớp các bạn, ABC Quang ơi 10 206 next ha, đó. Để nó chạy đấy đúng không, never tại mình cũng có đâu mà đặt đúng không. Thế rồi nó sang cái giao diện thứ hai này các bạn, sang giao diện thứ hai nó sẽ sang cái chỗ này, nhập địa chỉ email khôi phục, ví dụ số điện thoại của mình là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không, giả bộ mình có số điện thoại xịn đi. Đấy. Ok ha, đó, địa chỉ mail khôi phục, ví dụ như là nếu mà mail gì thì bạn nhập vào, mục đích của mình là mình đi mình bắt chước cái giao diện giống của người ta mà, giống cái hình. Ok ha, thế thì đây cũng là cái hình đúng chưa, là nãy đây là cái hình này, lôi lên đây cũng là cái hình, không tin mình nhấn phải để mình open in new tab, hình thứ hai đã phải có hai hình. Như vậy túm lại là gì, thực ra người ta làm một trang nhá, nhưng mà hiện giờ thì các bạn không làm được một trang, mình chưa đủ kiến thức và trình độ để làm một trang đúng không, và cho nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm hai cái trang giống như vậy đó. Tức là mình sẽ làm hai trang này, mình điều nghiêng, mình nghiên cứu ha, giống kiểu như trong chiến tranh ấy, muốn đi đánh lộn với muốn đi tấn công đồn bốt hay là lãnh địa của quân thù thì mình phải đi nghiên cứu nó trước đúng không, sau khi nghiên cứu ổn rồi bắt đầu mình về quyết định lên phương án để đập lộn với nó đúng không. Ở đây thì tôi không có đập lộn mà tôi muốn làm giống như thế, thì tôi nghiên cứu sẽ phải làm gì đó, có bao nhiêu bước, nó sẽ gồm có những cái gì. Thì ít nhất là bước đầu tiên ấy, là tôi sẽ thấy rằng tôi qua như này thì tôi biết với trình độ của tôi hiện giờ tôi chỉ làm được, tôi phải làm hai trang độc lập đúng không, để dự kiến mình sẽ xây dựng cái trang web của mình với hai trang. Ok nha, ok ha. Vấn đề thứ hai á, là mình lấy hình đấy, nãy giờ công khu mình làm như thế thì mình lấy được hai cái hình này. Đấy, lấy hai cái hình chứ mình ngồi mình vẽ cái này cũng mà điên luôn ha, mình đâu vẽ được đúng không. Và vấn đề thứ ba, vấn đề thứ ba nha các bạn, trước khi bắt tay vào làm thì mình phải nhận xét, nhận định trước. Vấn đề thứ ba là có một số cái mình chưa làm được. Ồ, nghe hơi buồn đúng không? Đúng. Tại vì làm sao? Thứ nhất là các bạn mình đang làm này, bản chất mình layout và mình làm web tĩnh này, là static web. Cho nên là chỉ có bản thân mình mới giải quyết được, tức là một phía mình thôi. Còn cái hệ thống của Google mà nó làm có những cái ấy, nó phải dựa vào lập trình nó mới làm được. Ví dụ cái này là mình không làm được đúng không, mình chưa làm được, ok ha, chưa làm được. Cái này là cái mình sẽ không làm được, mình sẽ dùng tại tag select, cho nên cái này mình làm cái ý tưởng để nó có một vài mục để cho mình biết là mình làm ra cái mục để chọn nó thôi, chứ còn làm giống như họ này là mình chưa làm được. CSS mình chưa học đúng không, rồi lập trình phía máy chủ mình chưa được học, trên cái này các bạn sẽ không làm được, ổn ha. Cái gì cũng làm được thì mình sẽ chấp nhận đau khổ trước nha các bạn, để lát nữa mình không có sa đà vào cái chuyện không làm được để mà mất nhiều thời gian. Vấn đề thứ hai, cái này là không làm được, các bạn nhìn thấy cái ô mà chỗ tôi đang chuột không, địa chỉ email khôi phục bảo mật không bắt buộc đấy, cái này nếu mà nhận định ấy, thì nó chính là cái placeholder, cái tag này mình dùng là placeholder, và cho nên khi mình đưa vào đây mình gõ ấy, thì nó sẽ tự động nó mất cái này đi mà nó hiện cái mình gõ đúng không, cái chỗ mà địa chỉ cái ô ở chỗ này này các bạn, địa chỉ email khôi phục mình sẽ không làm được. Tại sao? Mình cũng làm placeholder thôi có gì đâu, nó khác chỗ này nè, khi mình bấm vào đây thì thằng này nó thu nhỏ lên đây đấy, hoặc chữ ngày này bấm vào đây này nó tự động nó thu nhỏ lên chữ năm này, cái này nó phải dựa vào kết hợp giữa CSS và JavaScript
nó mới tạo ra hiệu ứng này được. Mà mình có biết gì về JavaScript đâu, đúng không? Chưa học ha. Rồi thứ hai nữa là mình cũng chưa học chính thức, mà tuần sau mình mới bài tiếp theo mình mới học về CSS, đúng không? Cho nên là đến thời điểm này mình làm được, tức là mình chỉ đã làm tương đương ha, được với đến một cái giới hạn nào đấy thôi, chứ làm giống y chang là mình chưa làm được. Đấy, cái những cái mà mình bấm mà nó thu lên đây là mình chưa làm được. Ok ha, chưa làm được. Cái này thì dễ đúng không? Cái này bản chất nó chỉ là cái tag select thôi, đúng không? Đưa gõ sẵn 12 cái nó hiện lên, không có gì hết. Ổn đúng không? Như vậy chỗ này quay trở lại thì cũng sẽ có một số cái không làm được. Mình chưa làm được chứ chứ không phải là không làm được nha các bạn. Đấy, cái này nó là người ta dùng JavaScript, người ta hiện chữ này lên, mà khi người ta bắt sự kiện click vào đây thì nó tự động nó thu nhỏ, nó hiện lên trên này đúng không? Để làm được cái chuyện đấy nó phải dùng cái lập trình bằng JavaScript đó. Còn lại những cái khác là làm được hết đó. Ok hả? Đó. Thì bây giờ tôi bắt đầu từ những tuần này đi thì nó dữ liệu nó nhiều, vấn đề điều nó nhiều đúng không? Có nhiều vấn đề cần giải quyết thì mình sẽ làm bằng Visual Studio. Thay vì mấy tuần đầu thì bắt các bạn phải dùng Notepad là để bắt các bạn phải thuộc cái nguyên tắc về tạo tách đúng nhau. Còn bây giờ thì không, không làm cho lắm. Đây thì trong này thì các bạn new ra. Sau này các bạn học lập trình web các bạn sẽ new project, mình nó hỗ trợ tạo tự động nhiều thứ lắm. Ở đây thì nói chung mình còn đang ở cái thời buổi mà sơ khai đúng không? Mình sẽ new file này. Đấy, mình new một cái HTML page. Và mặc nhiên nó sẽ tạo cho mình, như hôm trước có một cái bài để hướng dẫn các bạn dùng cái này rồi ha, thì các bạn sẽ thấy là mặc nhiên chỗ này nó sẽ có tạo sẵn cái cấu trúc trang cho mình. Đấy, khi các bạn đã dành rồi thì thôi nó tạo cho mình đỡ mất công đúng không? Bên phải này mình sẽ làm gì? Bên phải này thì các bạn sẽ tạo ra các cái thành phần có liên quan đến cái trang web của mình đúng nhá. Thế thì đây mình nhấn mình sẽ add một cái new solution folder đúng nhá. Thì các bạn chỉ ra à tôi muốn tạo ra folder cất vào đâu. Ví dụ như đây tôi sẽ lưu vào cái thư mục nào đó mà tôi muốn. Giả sử đây tôi đang dạy về web design practice, tôi đặt đây. Cái này là tôi đặt tên nó, tôi đặt cái nơi mà lưu trữ cái solution project này là tôi sẽ đặt tên thằng này là đặt tên là gì tùy các bạn, không biết nghĩ ra gì cả. Google hả? Huh? À không, đặt tên lung tung mang non lại. Tuần 3, tuần 3 Gmail đúng không? Là ví dụ vậy. Và save. Đó. Và trong này thì mình new folder thôi, new folder của mình. Folder của em thì em sẽ dùng cái là image img đi ha. Image có s nha, tạo ví dụ vậy. Đó. Ổn đúng không? Thằng này thì mình dự kiến mình sẽ có hai trang, thì chỗ này mình sẽ lưu lại. Cái mục này mình đặt tên là trang 1 hay là first page Gmail first page đúng không? Rồi mình save. Rồi mình sẽ làm hai trang luôn một lần nha. Mình file lại new tiếp một cái nữa. File cũng HTML để open. Thằng này mình cũng lưu lại làm hai cái luôn đó. À, thằng này là Gmail first page thì ở đây mình cái thằng thứ hai mình sẽ gọi là Gmail second page đúng không? Đó, ok. Vậy tiếp theo nữa là hình thì cả hai phải lưu hai cái hình này vào đây. Thế lúc nãy tôi lấy ra này rồi tôi chọn này lưu lại hình này tôi sẽ lưu nó vào đâu đó, practice tôi lưu lúc nãy của mình là image đúng không? Đây mình đặt là account svg đó, mình lưu lại một cái hình thứ hai này mình là personal svg mình cũng lưu lại ha. Đó mình sẽ đặt đó là personal svg. Tức là còn phải lấy dữ liệu nha các bạn, phải lấy dữ liệu. Mấy này xong rồi thì cắt đi, hình đủ rồi, này không cần. Như vậy là các bạn phân tích, các bạn định hướng sẽ tạo hai trang, đúng không? Thứ hai là các bạn sẽ lấy hình, ok. Vấn đề thứ ba là bây giờ bắt đầu mình phân tích cái giao diện và mình sẽ tạo ra.
Thế thì để tạo cái giao diện này thì tôi thấy rằng nó có cái vùng, có duy nhất cái vùng màu trắng trắng, bao gồm ở đây vùng này nó gồm có gì, có một cái phạm vi đường viền như thế này đấy, đường viền này nằm giữa màn hình đúng không, rồi sẽ có một cái này là select select tab đúng không, nó chính là drop down list đó, nó hiện danh sách để mình chỉ việc chọn thôi chứ không cần phải nhập. Thứ hai là có những cái mục chỗ này để hiện ba mục này đúng không. Như vậy thì cái phạm vi dữ liệu này tôi sẽ quy định chiều ngang là bao nhiêu đó. Ở đây các bạn nhìn màn hình của tôi chiều ngang là 1.900 ha, 1.900, mà mình thấy cái phần này này nếu như cái nó sẽ bằng cái phần bên trái này cộng với phần bên phải này, tức là 1.900 mà chia cho 2 tức là nó khoảng 800 đấy, mình suy đoán nha, cái này dựa vào kiến thức của bạn, nó tự suy đoán đấy. Vậy chỗ này tôi sẽ tạo ra một cái trang web ha, tôi sẽ tạo ra cái trang, tôi sẽ dùng thường thường cái kinh nghiệm là người ta sẽ bao tất cả dữ liệu trong một cái tag nào đó trong cái phần body luôn đấy ha, ít nữa các bạn có trở thành những cái chuyên gia về layout thì các bạn có nhiều cái kinh nghiệm để các bạn sẽ tự quản lý cái mã HTML làm cho nó thuận tiện. Ở đây thì tôi giả sử tôi đặt một cái div ha, div tôi đặt div này có class tên là nội dung đó. Và trong cái div này thì div nội dung này nè, nội dung của tôi có nhiều người gọi content để tôi dùng tiếng Việt đó, nội dung đúng không, thì trong cái nội dung của tôi là chiều ngang này nó sẽ rộng bao nhiêu đấy đúng không, và nó chứa hai phần, chứa thứ nhất là cái khung hình vuông này, thứ hai là có cái phần bên dưới này để thể hiện đúng không ạ. Đó, đây là phạm vi cả cái vùng lớn này, đó là nội dung. Nếu như bạn chưa có kinh nghiệm mà bạn muốn học theo người ta thì bạn nhấn nút phải vào đây, còn inspect thôi. Thì mình thấy thằng Google này nè, nó cũng chơi cái chiêu giống như mà thầy nói đấy ha. Bạn thấy là tất cả nó cũng bao vào trong một cái div, một cái div, div của nó tên là cái quỷ quái gì đó, đúng không? Đó, nó đặt tên theo cách của nó mà. Mình đặt nội dung nó cũng bảo mình của mình là cái quỷ quái gì đó, đúng không? Rồi trong đấy nó lại bao tiếp nữa. Thế còn muốn bắt chước nó thì mình học hỏi bằng những cái mình dò cái cấu trúc inspect element, cái cấu trúc DOM tree của nó này. Thì các bạn sẽ thấy nó cũng chia ra làm mấy phần. Đấy mình muốn học theo nó tại mình chưa có kinh nghiệm mình có thể học theo nó. Đấy tức là nó có cái phần thứ nhất là phần bên trên này. Đây này, hơi chuột vào. Đấy có phần mà đang đánh dấu mà các bạn nhìn trên màn hình ấy. Các bạn lát bây giờ thì lát thấy hơi đây các bạn nhìn đây nha, nhìn chỗ này nè. Đúng không? Mình hơ đây này, mình thấy đấy, đây là chính là cái div này. Nó tạo ra, à lúc nãy mình tính là nó khoảng 800 đúng không? Thì đấy, mình tính cũng gần đúng đó. Của nó đặt là 748 các bạn. Đó. Cái div thứ hai của nó nè. Đấy mình học thì coi cái div thứ hai của nó cũng là cái vùng này. Vùng này cũng là 748. Đó. Rồi cái vùng này là cái vùng chứa cái border ở bên dưới đấy. Đây nha, kéo dưới này để mình nhìn thấy nè. Đấy. Chứa cái border. Đúng nhá. Đấy cái phần mà kẻ được cái đường border nằm chỗ này nè. Đây chính là cái phần vùng này đó, và cái div thứ ba bên dưới cùng này nó đặt tên cái tag là footer luôn. Bạn thấy hay, HTML hay không? Mình chưa học footer bao giờ, mình đặt tên này, lát nữa mình đặt là chân chân trang đi ha, không dùng footer đặt chân trang cũng được luôn. Tức là cái thằng HTML nó mang tính open là chỗ đó, đó là các bạn có thể tự tạo ra các cái thành phần, những cái tag theo cách của mình để hỗ trợ cho việc xây dựng logo giao diện đó. Như vậy là nó chia làm 3 phần đúng không? Đấy. Ở đây thì thầy sẽ làm dựa theo phân tích nha, để mình hình dung cái cách tư duy, cách áp dụng triển khai để xây dựng. Thế còn các bạn vừa giờ thì chỉ các bạn làm như thế là mình học hỏi đúng không? Tại vì người ta làm người ta chắc chắn giỏi hơn mình rồi. Cho nên là mình học hỏi để mình thu nhận kinh nghiệm. Rồi nếu những bạn mà chịu suy ngẫm ấy ha, mình sẽ nghiệm ra tại nó làm như thế đúng là hay hơn mình thiệt, có những tình huống là như vậy. Ok ha, đây để làm theo dựa trên suy luận, cái này là mình suy luận 800 đúng không. Thế thì mình sẽ khai báo ở trên cái meta, à cái phần meta này, cái phần style này, đây mình sẽ khai báo một cái là style đúng không, và tôi style này thì tôi định nghĩa một cái class đúng không. Nếu mình sẽ dùng những cái class để áp định dạng từ cái style này xuống cho bên dưới này. Trên chỗ này class thì các bạn bắt đầu dấu chấm nha các bạn, nội dung. Đấy, thằng này nó hay ở chỗ này là nó tự hiện luôn. Thấy mình dưới ông dùng cái chữ nội dung đúng không?
nó gợi ý. À ok, vậy thì tập lệnh thì vẫn dùng giống như kiểu hồi xưa mình học lập trình ấy, ngoặc nhỏ đúng không? Thì tôi muốn là width, width ha, nãy dự kiến là 800 thì mình làm giống nó tùy các bạn nha, nhưng đây tôi giả thiết là tôi suy luận, tôi chưa coi cái kiểu lúc nãy để biết là 748 đâu, tôi cho là 800. Rồi margin, margin là các bạn thấy là ở trên này này, nó cách trên đỉnh này ra bao nhiêu, và bề ngang này nó cách giữa theo chiều ngang, thấy hơi chuột chắc các bạn nhìn thấy đúng không? Đấy, theo chiều ngang đấy. Giữa, nếu mà mình thu màn hình nhỏ lại nó cũng vẫn giữa đúng không? Đấy, to thì to nó cũng giữa, đấy là do margin, margin auto đấy đúng không? Trên chỗ này mình cho margin thì cái chỗ này cũng bạn lại suy luận thôi, từ trên này xuống đây là khoảng bao nhiêu. Giả sử tôi cho rằng, nhớ nha, tôi cho rằng, rồi sau đó các bạn dùng thực nghiệm inspect để các bạn sửa, trên này tôi cho rằng là 60 chấm điểm, chả biết đúng sai đúng không, cho đại. Như vậy là top nó sẽ theo bên top, rồi right, rồi bottom, rồi left đúng không, bốn tham số. Ví dụ các bạn muốn như này nào, top là tôi muốn là 60 chấm điểm cách bên đỉnh 60, nó đi theo kim đồng hồ xoay nha các bạn. Đấy, top các bạn nhìn thấy cái chỗ này, thằng 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 Visual Studio nó hỗ trợ, nó chỉ mình top right bottom left. Thế các bạn muốn top là 60, right là ví dụ 200. Rồi tiếp theo nữa là bottom cách 30, rồi cách cái nữa bên dưới cột bên trái ha, left là cách 200. Ví dụ vậy. Thế nhưng mình nhớ rằng là hôm trước của mình ấy, thì mình muốn chiều bên ngang, chiều ngang ấy thì nó tự động nó tính đúng không, chiều ngang nó tự động nó tính, mà bên dưới ấy, thì tôi chả quan tâm, nhiều thì nó tràn xuống mà ít thì nó không không xuống đúng không. Chính vì thế mà chỗ này các bạn đặt đúng nha, các bạn đặt là auto đúng nha, là auto, đấy là nội dung. Thế rồi tiếp theo nữa nè, như vậy là cái nội dung là mình suy luận như thế nha, mình có hai cái margin, mình muốn nó tự động canh giữa, mình quy định cái độ dọc, chiều dọc thì mình không làm đúng không, hay mình không cần. Thế thì chỗ này tôi có thể đặt nằm đây được rồi. Về trong chỗ này thì tôi suy luận là nó sẽ gồm hai phần, một phần là cái bốc này, cái hộp này này đúng không, và phần thứ hai là có những cái bên dưới này đúng nha. Bây giờ tôi sẽ chia tiếp cái deep thứ hai nha, tôi lại dự kiến như vậy. Trong cái deep nội dung này tôi sẽ gồm hai cái deep. Cái deep thứ nhất là class, tôi đặt nó là phần trên, phần trên đúng không, và tại vì tôi không biết đặt tên là gì, các bạn đặt tên gì cho nó trí tuệ một chút ha. Tôi đặt này tại vì chả biết đặt tên là gì, tôi đặt lại như vậy ha, class là phần dưới. Phần dưới tùy các bạn ha. Đó, bây giờ phần trên ấy, phần trên thì tôi muốn là nó cách xa bên ngoài ra chút hay là không cách thì tùy mình. Nhưng bây giờ tôi đầu tiên tôi phải làm border, để chỗ này là cái deep. Mình thấy hay, rất hay đúng không? Đấy, nhờ cái công cụ để hỗ trợ cho lập trình mình, nó hỗ trợ để mình lỡ nhiều quá nó hiện lên này mình cũng tiện đúng không ạ? Đây là phần trên, phần trên đó. Tập lệnh của thằng này thì tôi cũng chưa có nhiều, mình làm theo kiểu bổ sung dần này đúng không? Thường nếu mà mình nghĩ ra một cái ra đúng hoặc là gần hết là các bạn phải có rất có kinh nghiệm. Đây mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì mình bổ sung dần, làm theo cách bổ sung dần, điều chỉnh thì và đi sửa đúng không? Thế thì phần trên tôi muốn có đường viền, như vậy là border. Đấy, border thì chỗ này mình chỉ ra border thì các bạn thấy rằng nó có mấy tham số. Thứ nhất là đường viền nó một chấm điểm, một pixel đúng không? Đường này nó là đường gạch gạch hay là chấm chấm? Tôi muốn là solid. Đấy, nó ra solid nè. Màu, màu này thì tôi chọn màu gray, hay là light gray. Thích màu gì hả? Tôi dùng mã màu đây. Nếu dùng mã màu, bạn dùng dấu thăng nè. Đấy, mình thích màu gì, mình bấm dấu thăng một cái nó hiện là các bạn. Tôi muốn màu xám xám chỗ này. Đấy, nó tự động nó lấy cái mã cho các bạn. Tiện đúng không? Đấy. Cái thứ hai á là border radius, tôi muốn cong, tôi muốn lượn góc bao nhiêu thì là chưa biết nha các bạn. Tôi
radius tôi muốn góc của nó lượn 6 chấm điểm này, 6px đúng không? Đó. Bây giờ mình chạy thử thằng này xem. Đúng không? Cái này là open. Nếu các bạn có thể chọn, nếu các bạn nhấn dưới này này, nhấn nút phải này thì mình gọi view in browser. Các bạn nhấn vào cái tiêu đề này, các bạn có thể chọn là open containing folder, đúng không? Đó là mở cái thư mục này ra thì mình chạy cái Gmail first page thì nó ra cái này. Mà tự nhiên ối có cái đường viền này ghê quá, đúng không? Đơn giản chỗ này là gì? Vì mình chưa có nội dung, mình có đường viền, có đường cong, làm lượng góc nhưng chưa có nội dung. Cho nên các bạn muốn, giả sử các bạn muốn làm một thực nghiệm mà sửa trên này, các bạn nhấn nút phải vào đúng cái đường viền này, các bạn inspect. Đó. Đây là phần trên này. Phần trên này các bạn muốn quy định ví dụ như là hay. Hay, ví dụ mình cho hay là 500 chấm điểm. Pixel. Đấy, thấy nó khác rồi đúng không? Đây. Có đường viền này các bạn, 500 chấm điểm. Mà cái border radius này có 6 này ít quá, mình cho nó gấp 5 lần đi, đúng không? Xem nó ra cái hình gì. 30. Đấy, cong hơn. Nhìn xem của đại ca Gmail có cong. Ồ, nó không cong ghê gớm như mình đúng không? Nó cong dễ thương hơn. Của mình cong hơi thô bạo, đúng không? Thế thì đây không phải 30 nữa thì chỗ này các bạn là thôi, em nghĩ chắc chừng 18 rồi. Cũng vẫn lớn đó các bạn, 12 đi. Có vẻ như ổn rồi, đúng không? Đó. Các bạn có thể copy cái CSS của họ cũng được nha, nhưng mà đừng làm như vậy. Mình đang học mà, mình đang luyện mà. Mình xem suy đoán của mình để mình tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng. Cho nên mình nhìn vào, mình tập, mình sửa. Nó có cái inspect element để mình thử kiểu này là hạnh phúc lắm đó các bạn. Đó. Copy. Chứ còn thời cách đây 15 năm, 20 năm là tưởng tượng chay không đấy ha. Không có cái chuyện mà mình làm thử để thấy được như vậy. Vậy sau đó mình copy vào đêm pack thôi. Ổn đúng không? Đấy. Tiện ha. Này, chỗ này mình tắt đi nha, mình refresh cái này lại. Nó ra cái khung này. Ổn ha. Đó. Thực ra hay này không cần các bạn, không cần. Ở đây mình chưa có dữ liệu, mình muốn nhìn thấy được kết quả thì các bạn làm kiểu đó. Không cần phải quy định hay đâu ha. Bây giờ tiếp theo nào, mình quay trở lại nhìn người ta, mình suy luận một hồi xem. Cái hình này này, nó dạng mà SVG mà tôi không muốn copy cái tag này. Cái tag này mình chưa biết dùng, đúng không? Mà mình copy cái này thì mình chưa biết. Thì các bạn có thể mình lên mình Google ha. Google icon ví dụ vậy. Thì các bạn sẽ đi tìm được cái tag email này. Hình mình nhớ chọn nó là hình trong suốt đó các bạn. Tool transparent, đúng không? Đó. Thấy cái hình này, ok ha. Đấy, mình luôn lấy cái hình này luôn. Đây là hình trong suốt này. Nhấn nút phải open image in new tab. Hay là mình save, đúng không? Tôi save vào trong cái tôi lâu trong này tôi có luôn rồi các bạn. Tôi có cái thư mục này luôn rồi. Đúng không? Có thư mục này luôn. Đó. Mình dùng cái đó cũng được. Đó. Ổn đúng không? Tôi bắt đầu tôi phân tích tiếp nào. Phân tích tiếp nha. Bây giờ tôi nhìn vào tôi phân tích thôi. Tôi phân tích thứ nhất thằng này là image. Đúng nhỉ? Thằng này thứ hai là header. Thằng này là textbox. Textbox đúng không? Thằng này là textbox. Thằng này là paragraph. Đó. Thằng này là link. Nếu muốn đảm bảo thì inspect element thì thấy nó đề nó là button chứ không phải là link. Các bạn dùng link hay button tùy. Đây thì mình dùng link nha, mình sẽ dùng một link. Rồi đây là textbox đúng không? Đây là textbox. Rồi đây là paragraph. Đây là button, cái này chắc chắn là button rồi. Với thằng này nó cũng khác người các bạn. Đây nó dùng div chứ không dùng button luôn ha. Nút mình nhìn thấy rõ ràng nút. Tại nó ỷ vào cái kỹ thuật lập trình của nó tốt đó các bạn. Nó làm bằng div, nó không thèm làm button luôn. Các bạn dùng div được, dùng button được ha. Nhưng mà mình lát nữa mình minh họa cho các bạn thì mình sẽ dùng button, đúng không? Đó. Còn cái thằng quỷ này nó làm khác đời. Rõ ràng của người ta nó là cái này là cái nút nhấn ha. Nó lợi dụng, nó ỷ vào kỹ thuật lập trình của nó xịn, nó chơi với deep luôn, không thèm làm bất tận. Thế chuyện đấy chả có gì, người ta làm như thế nó cho nó tiện. Như vậy là tiếp theo là bên trong này thì tôi có cái này. Bây giờ chỗ này gọi là phân tích kỹ đó. Này là cái hình, cái chữ này, cái hình này mình muốn nó là một cái vùng nằm bên trên này. Đó, như vậy chỗ này mình lại chia làm cái deep lớn hết qua như thế này. Cái deep thứ hai là sẽ chứa cái vùng, có hai cái vùng này, vùng bên trái này và vùng bên phải.
đúng không? Và cái deep dưới cùng là nằm đây. Đấy, đấy là một cái cách phân tích. Cái cách phân tích khác là bạn cho rằng thôi, em muốn nguyên cái đống này nè, đấy, em thấy thầy nói như vậy không hợp lý, em muốn nguyên cái vùng mà đang hơi chuột này, nó là một deep, và cái image với lại paragraph này là một deep, đúng không? Đấy cũng được, là tùy. Vậy thì tôi làm cái kiểu vừa giờ mình cho là ổn hơn đúng không? Có nhiều cách để chia không? Cách nào cũng đúng hết ha. Mỗi người có cách làm khác nhau. Còn đây giả sử tôi làm theo cái cách thứ hai, phân tích thứ hai lúc nãy, nguyên vùng này là một deep, thằng này là một deep, ok ha? Bây giờ mình thử nào. Trong cái phần trên này tôi cũng chia là hai deep ha. Rồi cái deep thứ nhất, vùng thứ nhất, class tôi gọi nó là trái, đó ví dụ như trái. Và cái thằng bên phải để chứa image bên kia ấy là cái tôi cũng làm cái deep nữa, và class tôi sẽ bằng phải, đúng không? Đấy, trái và phải nha các bạn. Bây giờ cái bên phải này dễ làm trước. Làm trước các bạn. Cái bên phải của tôi á, tôi sẽ dùng cái image với một cái p, như vậy là img đúng không? src sẽ bằng image, và tôi xuyệt, tôi chỉ ra tên cái hình lúc nãy đặt là gì quên rồi, cái nãy hình như là account đúng không? Hồi nãy đây nè, đấy personal account svg, mình copy cái này. Cái chuẩn này nó không phải là chuẩn trên Windows cho mình nhìn thấy nó ra cái hình cái trang web ấy ha, mà thực ra nó là image. Cái này là alternate, còn đặt tên nó là tài khoản Google, đặt gì tùy các bạn nha các bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mình sẽ dùng cái tag p, để chứa cái chữ này này, tag p để chứa một tài khoản động trên hoạt động trên mọi gì đó, thì mình lừa em tag vào đây copy đúng không? Đó. Cái trên này thì chưa có này, hoặc trên này mình thích thì mình làm luôn. Mà chỗ này đâu rồi, tôi muốn dùng cái logo Gmail đúng không? Trên chỗ này tôi sẽ dùng cái img src sẽ bằng image đúng không? Logo Gmail chấm png, đây này, hồi nãy tôi đặt tên này, thằng này là png đó, png ok ha. Đó. Rồi cái còn lại thì tôi nghĩ chắc nó là H2, H3, giả sử tôi đặt là H3 đi. Các bạn chọn có thể là đúng có thể sai nha các bạn. Không nhất thiết chọn một cái phải đúng luôn. Thường các bạn chọn một cái mà đúng liền là các bạn rất kinh nghiệm đúng không? Còn đây thì mình chưa kinh nghiệm nên mới chọn là mình sửa sau. Copy cái này vào hoặc mình gõ tùy các bạn. Paste. Lưu lại nha, lưu lại. Bây giờ mình nhấn nút phải ở đây là View in Browser, cái lúc này của mình là đấy. Ồ, cũng lên được nhưng mà eo ơi ghê quá. Đúng rồi, đúng rồi. Đồng ý, không sao hết. Bây giờ vấn đề là nó ra một nồi như thế này, bây giờ giải quyết như thế nào? Này. Các bạn phải định dạng, đấy các bạn thấy cái CSS nó quan trọng. Bây giờ trái, các bạn nhìn ở trên cái của người ta, dễ thương, mình làm xong thì tí gớm, đúng không? Đó. Không sao đâu, tại mình chưa biết thôi, từ từ sẽ biết. Như phần bên trái này này và phần bên phải này, hai phần này tổng độ rộng của hai cái này cộng lại thì bằng đúng cái bốc ở đây. Và chính vì thế mà thằng này giả sử tôi cho này lớn, giả sử nha các bạn, tùy theo các bạn suy tính. Thằng này của tôi lớn nó khoảng như ta 60% đi, này là 40% đi, đúng không? Thế thì chỗ này mình lên mình CSS phải các bạn. Đấy, thông qua cái bài hôm nay vừa là để minh họa việc áp dụng cái các cái input tag để dùng cho việc thu thập dữ liệu ấy, thì mình cũng chuẩn bị để sang cái bài CSS, mình thấy CSS quan trọng đúng không? Ví dụ là thằng trái đi, trái đấy, trái ok ha. Trái này thì width, lần này tôi không dùng cái kích thước cụ thể mà tôi dùng width, tôi cho bằng 60%, 60% cái nơi chứa nó, và tôi đẩy nó nhảy sang bên trái float left. Nó có cái thuộc tính rất quan trọng các bạn, đẩy phải biết đấy ha, float left để hai thằng nó cùng nằm trên cùng hàng luôn, float left đó. Thế còn thằng phải là 40% phải width
sẽ là 40%, tổng là 100% đúng không? Float left được ha. Đó, có một cái về thuộc về kinh nghiệm, qua làm sao nó cũng chạy lung tung, vẫn chưa được ý đâu, biết vì sao? Tại vì chỗ này khi mà đẩy lên thì mình thấy từ đây xuống đây là bao nhiêu, là mình quy định padding đúng không? Padding này bằng 30, thế thì cái này cộng với padding nó mới ra 60% mới được. Chính vì thế cái 60%, cái phần này 46% ấy, thì nó phải đưa vào cái số là năm mấy để nó cộng với cái phần padding khoảng cách từ cái vùng này ra cái vùng bên ngoài, từ vùng này ra vùng bên phải nó là bao nhiêu nữa. Cho nên chỗ này mình muốn thì không bao giờ mình cho đúng là 60% được, mà là chỉ là 50 mấy% thôi. Bên phải cũng vậy, và cái vùng này cũng có padding từ đây ra đây, mình thấy rằng là nó cũng không thể nào là đủ 40 đâu, mà nó khoảng ba mấy thôi, cộng với phần padding. Mình thấy khoảng cách từ đây vào đến đây và từ bên trái và đến chỗ chữ cái thành của cái mật khẩu này nó khoảng 30 chấm điểm đúng không? Thế thì mình sẽ dùng padding cho cả mấy thằng đấy nha. Để chỗ này thằng này là padding nào, padding cách bốn phía, padding nó có top right, top right, bottom left, là cũng theo kiểu kim đồng hồ tính trên đỉnh xuống ấy là top đấy ha. Tôi muốn dùng cho cả bốn cái luôn, 30 chấm điểm đúng nha. Thằng này cũng bên dưới cũng giống vậy, copy chỗ này bạn cũng padding 30 chấm điểm, ok ha. Nằm rớt hàng hay là dụng hàng hay cùng hàng thì tùy các bạn. Nếu mình thích cho nó rớt hàng thì mình đưa mình enter, thằng này nó tự động nó canh cho mình đó. Ok ha. Đó, như vậy thằng này không thể là 60 đâu, tại 30 là mất đi một mẫu rồi. Nếu cộng vào nó sẽ nhiều hơn 100% đúng không? 30 này cộng với 60 nó sẽ nhiều hơn. Trên chỗ này thường thường mình sẽ cho bao nhiêu đó, thử nào, thử nha, chứng minh cái suy đoán đó. Đây, vì thằng này nó không đủ 30, thằng này này 60 này, đây mình inspect element này, nó có quy định nhá, này deep này đây bằng này. Các bạn thấy cái vùng của tôi đang hơi chuột vào ấy, thì có cái mầm hơi xanh xanh chuyển sang xanh ngà vàng, xanh nõn chuối đấy hả, với màu xanh hơi dương dương bên trong này. Thì mình thấy cái thằng này này nó đang là 60 đấy, thằng bên dưới thằng phải này nó cũng có này, đấy nó đang là 40, thằng này thằng bên phải này nãy mình đặt là 40. Và như thế 40 cộng 30 này thì chắc chắn là hai thằng 40 với thằng 60 này, hai thằng này không thể là vừa đủ 100%, nó sẽ lớn hơn, mà lớn hơn thì nó sẽ không đẩy được lên trên. Trên chỗ này tôi cho ví dụ đây, tôi cho bằng 56 đi. Đấy, thằng này cũng vậy, tôi không cho 40 mà cho chừng 36 đi, nó vẫn chưa đủ để lên đấy các bạn. Bây giờ tôi đẩy tiếp nha, lại giảm thử tiếp, tôi cho chừng 54 thôi, 54, thằng này cỡ chừng 34 thôi, cũng chưa lên luôn, thử tiếp ha. Thằng này tôi thấy chắc chừng 52 đi, thằng này chừng 32% à, đấy đủ lên à, ok ha. Đấy, nên cái này là do kinh nghiệm đấy các bạn, tự nhiên các bạn không biết được, thầy tự nhiên thì cũng không biết, có kinh nghiệm biết, thầy có kinh nghiệm chỉ cho các bạn là à vậy đó. Đó, cái này tắc này là 20 đúng không, tắc này nãy mình là H2 đúng không, H này nhỏ, tôi muốn H3 đúng không, tôi muốn là H2 rồi. Đấy, mình thấy hay không, sửa đầu cái start tắc mình sửa thì thằng end tắc nó cũng tự động nó sửa đúng không, mình lưu lại, lưu lại. Và trên này mình refresh. Ồ, thằng đại ca này nó lại rớt. À lúc nãy mình quên, nãy mình chưa lưu đầy đúng không? Đấy, thì cái này là do kinh nghiệm này. Nếu như mà các bạn có kinh nghiệm thì các bạn sẽ biết dùng 30 thì trong trường hợp như thế thì cái này nên đặt là bao nhiêu, không thể nào là 60 được đúng không? Tại cái phần chừa với cái phần width ấy, cộng vào với nhau nó ra tổng cái độ lớn bùng chứa nó không đủ. Mình refresh lại thì nó lại lên đúng không? Kinh nghiệm là như vậy đó. Bây giờ tiếp nào, nãy giờ làm vậy cũng mất nhiều thời gian đúng không, thôi bây giờ không có làm thử những chuyện như vậy nha. Thầy sẽ tiếp, bây giờ trên này có rồi, bên dưới này tôi muốn có hai cái input box này đúng chưa. Đấy, bây giờ tôi xem như đây là nhiều dòng, đây là một vùng nào, đây là một vùng ha. Họ tên, tôi có một cái, hai cái, ba cái đều là input box nha, cái này là
P này, đây là A này, như vậy là có 1, 2, 3, 4. Tôi cứ làm nó có bắt đầu định dạng nha. Thế thì trong cái tạo tài khoản này xong này, chỗ này mình có một input box ha, như vậy là input box ha, type sẽ bằng text, ok, rồi placeholder sẽ bằng chữ họ, đúng ha, đóng lại. Thứ hai nữa là tên, thằng này giống mình vốn dĩ là lười phát, đúng ha, này là tên. Thằng thứ ba là tên người dùng. Này từ từ ha, cái này là bình thường mình là gì ra, nó gọi tên người dùng các bạn. Mình cũng phát đây, thằng này đặt tên là tên người dùng, dùng ok ha. Thằng thứ tư này bạn có thể đánh dấu thì có mình lời mà. Sao thầy không chép được cái này, nó là cái gì ta? Ông nội này ông làm cái deep mà chép ha, mình lời lời copy này nó dùng deep chứ nó không dùng kia, đúng ha. Thực ra nó có ý đồ để lập trình đấy các bạn, nó phải làm như thế chứ nó không giống như mình nghĩ. Cho nên đây thì thôi, mình cứ làm dựa trên kiến thức mình đang có tắc về. Cái thứ ba là sử dụng email hiện tại của tôi, cái chỗ này thì mình inspect element, nó là button các bạn. Ở đây nhưng mà tôi lấy cái chữ này, tôi dùng tắc A đi ha, A, HR, EF sẽ bằng không có gì hết, đúng không? Và tôi chứa cái này, là ví dụ vậy. Và tiếp theo nó mật khẩu xác nhận, đúng nhau. Cái chỗ này là input type bằng password, đúng nhau. Đó. Và chỗ này mình để placeholder này, placeholder sẽ bằng mật khẩu. Tương tự thì cái thằng xác nhận ấy thì mình cũng làm giống vậy, đặt là xác nhận. Được nha. Rồi chỗ hướng dẫn này thì mình sẽ dùng tắc P, thì mình copy cái này mình dùng tắc P, sử dụng ký tự, đúng không? Dưới này mình có hai cái nút đăng nhập tiếp theo, đúng không? Input thôi. Hay là bạn dùng button thì các bạn button text value sẽ bằng là đăng nhập, đúng không? Đó. Mình cứ làm lên xong rồi mình coi xem nó là cái gì. Ra cái gì thì các bạn chỉ cần CSS, chỗ này chủ yếu là CSS, này là tiếp theo ha. Lưu lại, giờ là xong rồi đó, đã đến đây rồi, bên dưới này tính xong nha, chỗ này xong rồi. Bây giờ nhìn xem, ôi sao mà ghê quá, đúng không? Ghê quá đúng không? Đấy, cứ bình tĩnh ha, mình sẽ dùng cái này mình. Chữ này không dùng value là đăng nhập ha. Và chỗ này mình đặt giữa cái tag này, này đăng nhập chữ, cái chữ mình muốn hiển thị. Lâu nha, lâu. Chỗ này mình refresh. Đấy, nó có nút này. Thế mà mình thấy rằng là ok, làm thì làm được rồi đó. Nhưng mà của người ta thì đẹp như thế này, giống như con công con phượng này đúng không? Của mình thì trông như con vịt xiêm hả, nhìn thì cũng đủ đúng không? Ít nhất là bạn phải đầu tiên, những nguyên tắc đầu tiên nha. Không sao, lát nữa mình sẽ làm cho nó giống như này được ha, giống được, giống là các bạn dùng CSS đấy. Thì cái bài hôm nay tại sao tôi không nói về lý thuyết nữa, tôi lại đưa ra cái việc phân tích. Mục đích là gì? Để mình thấy á, cái nguyên tắc đầu tiên là bạn phải mô tả đúng dữ liệu đó. Mô tả là đúng không? Đúng. Này email này, cái này mình email này của nó khác email của nó thôi, kệ nó, không sao hết ha. Cái size này, width hay này mình có thể thu nhỏ mà đúng không? Cái này ví dụ cái chữ này bạn muốn nhỏ, thích nhỏ đúng không? Chiều liền ha. Này là tôi hay này, hay tôi cho nó ví dụ như là 30 chấm điểm. Thấy nó nhỏ không? Đấy, thích nhỏ được đúng không? Ok, không có gì hết. Đúng không?
không nhất thiết phải dùng cái kia của nó. Dĩ nhiên nó cũng có cái lợi ích và khác biệt, nhưng mà ở đây thì mình không quan tâm đến chuyện đấy ha. Mình cũng chưa đủ kiến thức hay là đủ cái nhu cầu để mình giải quyết phải dùng cái này. Cái này thì nó hay hơn chắc chắn rồi đấy các bạn. Cái này của Google làm nó hay hơn rồi. Thế nhưng ở đây mình đang cần làm của nó giống vậy đã. Còn tại sao nó hay hơn và làm nó thì sau này mình sẽ tính ha, trình độ mình cao hơn mình sẽ tính. Bây giờ mình có làm giống những gì mình có thể làm giống, cái này mình có thể làm giống được, gần giống đúng không? Đó. Cái này cũng vậy. Ở chỗ này tôi thấy nhá, là nó có cái tick box này, tôi cũng có tick box này. Chẳng qua của tôi là tôi bấm, nó bấm vào đây thì chữ họ nó thu lên dễ thương đúng không? Mình bấm vào chữ họ nó cứ trơ ra, nó lì lợm nhìn mình đúng không? Cả không sao. Chữ tên cũng vậy, của người ta thì nó lịch sự hơn, này của mình bấm vào thì mình cũng gõ thì nó cũng tự động mất đi chứ nó thu được kiểu kia. Tại vì sao, đơn giản chỗ này nó phải dùng JavaScript để nó lập trình, nó thu này lên, nó tạo hiệu ứng đó các bạn. Đấy, mình thì mình chưa biết lập trình cho nên thôi mình đừng lo chuyện đó ha. Cả nó, chỗ này cũng vậy, chỗ này thì có tên người dùng, có cái này mình có tên người dùng đấy, cũng có nhưng của người ta bự, à bự to như thế này, chẳng qua nó là định dạng thôi các bạn, chỉ là định dạng thôi ha. Đó. Lát nữa mình sẽ làm định dạng bên phần bên trái này, sẽ nhìn cũng tương đối rất giống như của nó, giống hoàn toàn là không làm được nha các bạn. Nó có liên quan như hôm trước trên giờ lý thuyết thầy có nói đấy, mình làm giống chừng 70, bạn nào mà làm 90% là cao thủ lắm đấy ha. Đó. Thầy lát nữa thầy làm 60 này còn 10% cho các bạn tự nghiền ngẫm ha. Đó, chỗ này là làm được đúng không? Đó. Ok, bây giờ mình tiếp tục nào. Thế thì ngoài cái việc mà mình sử dụng áp dụng class, tức là mình đặt tên CSS cho nó là class, giống như là từ đầu đến giờ mình vẫn làm đúng không? Đấy. Thì nó có một cái nữa là định dạng bằng cho cái HTML element. Thay vì ở trên này tôi đặt tên cho cái class thì tôi bắt đầu tìm tố dấu chấm đúng không? Và bên dưới này thì tôi muốn dùng ấy thì tôi sử dụng cái attribute class bằng cái tên của class CSS đã đặt ở trên. Đó. Thế thì mình ngoài cái việc đó ra thì mình có thể dùng định dạng cho một cái tag nào đó, một cái tag nào đó của HTML. Đó. Thì trong tình huống này đây, như lúc nãy mình thấy nó đang xấu xí thế này đúng không? Đó. Bây giờ tôi định dạng trực tiếp cho tất cả những thằng nào tên là input đúng không? Để trong này tôi chỉ việc gọi tên input thôi, input ha. Đấy. Thế nếu như mà các bạn muốn chỉ định ra là input mà thuộc cái loại là text ấy, thì mình mới định dạng. Thì chỗ này các bạn dùng cái trong CSS nó có một cái kỹ thuật, tức là mình mở ngoặc vuông ra và mình chỉ ra cái attribute của cái thằng input. Ví dụ tôi chỉ ra type bằng text. Đó. Thì sau này tất cả những cái input nào mà type bằng text sẽ có hiệu lực đúng không? Nếu như thế thì mình nói rằng là dưới này mình có input type bằng text này, thế nó ảnh hưởng nè, tức là nhập tên họ rồi tên tên người dùng này, cái phần này. Chứ còn nếu như cái thằng input type password thì mình phải làm lại đúng không? Đây giới thiệu để mình biết, ok ha. Đây ví dụ thế, bây giờ mình làm cái này trước. Thế tôi cứ là input thì thứ nhất tôi muốn chiều cao nó là hay, chiều cao nó là 32 chấm điểm. Đó. Thứ hai á là tôi muốn cứ là input thì cái thằng từ cái input đấy nó sẽ cách ra những vùng lân cận là chiều dọc ấy, theo chiều dọc ha. Và theo chiều ngang với các giá trị khác nhau. Ở đây tôi sẽ dùng margin. Thì trong cái margin thì những lần trước tuy mình cũng mình tập tành mình CSS đấy ha, thầy có giới thiệu trong quá trình thực hành, tức là nó có thể các bạn chỉ ra bốn tham số, tham số là top ha. Ví dụ các bạn muốn trường hợp mà các bạn muốn là nó cách phía trên là 12 chấm điểm, cách bên phải nó theo vòng theo kim đồng hồ nha, top right bottom và left, trên bên phải là 6 chấm điểm, 6 chấm điểm ha. Rồi bên dưới giả sử cũng 12 chấm điểm thì mình lại chỉ 12 chấm điểm, và bên trái cách cũng 6 chấm điểm thì mình chỉ ra. Các bạn có thể cho phép mình dùng 4 tham số, dùng 3 tham số, dùng 2 tham số hoặc dùng 1 tham số. Vậy thì nếu như mình thấy này theo chiều dọc, cái này là top này đúng không,
cái này là quan tâm là nếu chiều dọc cùng giá trị thì con chỉ cần chỉ ra một giá trị thôi cho nó hiểu, là chiều dọc là 12 chấm điểm, chiều ngang cùng giá trị thì người ta thường là chỉ cần gõ như này này, đấy là dùng hai tham số được ha. Đó là như vậy đó. Thế nếu các bạn dùng 3 thì các bạn đưa vào, hay là dùng 1, nếu dùng 1 tức là nó dùng cái giá trị đấy cho tất cả vào bốn hướng luôn, đúng không? Đó, margin. Thế rồi tôi muốn cái tích bốc của tôi á, là từ cái vùng vùng chứa dữ liệu cho đến cái vùng viền của cái phạm vi thuộc cái tích bốc đấy là 6 chấm điểm. Thế thì mình có thể dùng padding. Đó, padding là 6 chấm điểm. Và cái này thì ở đây trong lý thực hành ấy, mình giới thiệu sơ trước ha, về lý luận thì hôm nào về lý thuyết liên quan đến CSS thì sẽ nói cái này kỹ hơn. Thì margin với padding thường lúc ban đầu mới tiếp cận còn hay bị lẫn lộn, ít phân biệt được, đúng không? Phải vẽ ra và chỉ ra cái phạm vi margin, tức là từ cái đối tượng hiện tại đến những đối tượng xung quanh. Còn padding là từ cái đường viền đến cái nội dung, tức là cái vùng chứa dữ liệu của cái đối tượng hiện tại. Hai thằng này dễ bị nhầm lẫn. Thế rồi tiếp theo là tôi muốn kết thúc tính, tôi muốn cái đường bao quanh nó có màu xám xám, đúng không? Thế thì chỗ này các bạn dùng border thôi, border. Thế thì border đây mình muốn là một chấm điểm, đường bao quanh là một chấm điểm. Đường này là đường kẻ liên tục, tức là solid. Đó. Solid ha. Rồi tôi muốn màu, thế này mình gõ vào. Thì màu thì nếu có ba, có ba cách dùng màu ha, bốn cách dùng màu luôn, phải ba. Ở đây thì cái cách dùng màu mà mình hay thấy dân thiết kế web người ta dùng, tức là sử dụng mã màu. Mã màu là sự kết hợp của ba màu: red, green và blue. À, thì đây mình cũng chưa dành lắm, thì mình cứ chấp nhận mình gõ dấu thăng đi. Thế sau đó mình sẽ bấm vào cái nút này, mình đi mình chọn cái màu tôi muốn nó xám xám này. C2 C2 là được đấy, đúng không? Đấy. Còn mình ngồi mình tính cũng được nha các bạn. Trong lý thuyết sau này lý thuyết khi nói chi tiết, bắt đầu mình học chính thức về CSS thầy sẽ giải thích cái cách, các cái phương pháp tính mà tính màu ha. Rồi có thể ngồi ước tính ha, tính toán ra được cái giá trị số tại sao nó lại là C2 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 hoặc là một cái số nào đó các bạn có thể tính được. Thế rồi cái đường viền xung quanh nó hơi lượn góc chút thì cái đấy chính là border radius. Border radius tôi muốn góc nó lượn 6 chấm điểm pixel. Ok ha. Đó. Nó có nhiều tham số nha. Ở đây thì tôi muốn nói về muốn mình làm tiếp xúc với 5 cái tham số: chiều cao, khoảng cách từ cái đối tượng hiện tại, tức là cái tech box hiện tại đấy ha, sang những cái tech box lân cận hay là những cái phần khác, các đối tượng lân cận khác thuộc cái tài liệu. Padding là khoảng cách từ cái đường viền đến cái nội dung, cái phần vùng chứa bên trong, tức là cái phần tính từ cái border vào đấy ha. Rồi thông số của CSS cho border, rồi thông số cho việc lượn góc. Đó. Còn những cái khác nữa thì lát nữa mình sẽ điều chỉnh trực tiếp dễ hơn. Ở đây mình tư duy mà nhất là khi chưa có nhiều kinh nghiệm thì nó cũng không dễ, đúng không? Này tôi sẽ input như vậy. Còn dưới này lát nữa cái việc định dạng này nè, tôi không cần gắn class nha, mà dưới này tất cả những này nó đã áp dụng theo được ha. Đó, bây giờ chạy thử nào. Đây, mình lại view ha, mình qua cái bên kia refresh đấy, thấy ngoạn mục các bạn. Này, tất cả những thằng nào là input là nó ảnh hưởng hết. Đấy. Ok ha. Đó. Bây giờ có một điểm là thằng này thì nó bằng này, còn thằng này cũng bằng này, mà thằng này thì muốn nó dài tận đây, đúng không? Thằng này thì muốn dài tận đây. Tức là mình thấy như cái tên người dùng này nó phải ra hết cái chiều ngang này, hết màn hình, đúng không? Này, hết màn hình. Thì trong trường hợp này mình sẽ phải làm gì? Đúng chưa? Trong trường hợp này sẽ phải làm gì? Tôi đặt một cái class, đúng chưa? Tôi đặt cái class quy định dài cho nó. Như vậy cái này tôi đây là full đi ha. Tôi đặt cái class tên là full. Thì tôi chỉ làm một cái quick
Width của nó tôi chỉ định là bằng, nếu 100 mà mình có padding với border thì là nó sẽ bị lớn quá đúng không? Nên là cho 90% theo cái chiều ngang của nó. Thế rồi đối với cái thằng tên người dùng này này, tôi muốn nó phải dài hết thì tôi gọi cái thuộc tính class sẽ bằng là full đúng không? Vừa đặt thêm kích thước này, mình thử nha. Bây giờ mình thử là có mỗi thằng này tôi đặt cái kích thước cái điều kiện này thôi. À, chỗ này tôi những cái khác thì tắt đi ha. Chỗ này tôi refresh. À đấy, thằng này nó full rồi nè. Đấy, thấy không? À, tức là tôi vừa phối hợp với CS Element, vừa phối hợp với CS Class là tôi có thể tác động lại, thậm chí có nhiều class được. Này full này thì nó nhiều quá, đúng không? Nên đây là 90, nãy mình đặt bao nhiêu? Chỗ này thì mình có thể điều chỉnh lại để cho nó vừa phải thôi. Ví dụ đây là full. Đấy, full nó ta 90, 90 là bằng này là đúng rồi đó. Thế vậy thì mấy thằng này là mình đặt là half đi, đúng không? Là cho mấy thằng nửa này. Đặt tên là gì tùy mình thôi. Đây ví dụ như chấm half. Ví dụ vậy. Chỗ này tôi đặt là width thì cho bằng nửa thôi. Kia là 90 này chắc 45 đúng không? Đấy, ví dụ như vậy, 45%. Chạy tiếp ha. Chỗ này mình lại refresh. À bằng này mình chưa gắn, máy này chưa gắn đúng không? Chưa gắn. Thì chỗ này mình à như vậy thì thằng này tôi muốn cho nó class CS của nó bằng half. Ok ha. Thằng bên dưới cũng vậy, gì mình copy thôi. Đấy. Thằng này tôi muốn cho nó chiếm một nửa. Giờ mình refresh. Đấy. Lớn quá các bạn, half 45% lớn quá, không đủ để chứa. À, tôi chọn này giảm xuống một chút. Đấy, thì nó vừa 43. Còn thằng full này 90 thì nó hơi ít, đúng chưa? Tôi tăng lên chút. Rồi, cái này là 93, thằng kia half là nhiều. 43, 93, 43. Ok ha. À, thì chỗ này mình biết vậy thì mình vô đây mình sửa là chính xác đấy, 93, 40 đấy. Đấy. Được không ạ? Ổn đúng không? Đấy. Cũng gần như người ta đúng không? Cái này nó là mình không làm thu được cái này lên tại nó dùng nó lập trình. Cái này là cái hình nhá, và cũng đưa vô thôi. Chữ này thì mình P của nó thì nó nhỏ. P này chắc mười mấy thôi ha. Thế thì bên này mình đặt đây, mình có mấy cái P này, P với A thì P thì nó nhỏ. Như vậy cái element CSS P à, cái P trong cái O nha các bạn. P. Thế thì phông sai được ha. Phông sai tôi chỉ muốn cho 8 chấm điểm. Đấy. Nếu mình muốn là nó nghiêng, à chữ này nó nghiêng 8 chấm điểm. Ok. Này chỗ này mình cũng lại test thử. Đấy, này 8 chấm điểm bé quá đúng không? À, 8 chấm điểm là rất bé. Đây, sai này thì mình lớn lên chút. Đấy, bằng này đủ chưa? Tùy các bạn. Dễ đúng không? Là mình có thực nghiệm thì đơn giản. Mười bốn, mười sáu hay chắc 16 đấy. Có một cái điểm là mình thấy này, bên này thì mình muốn nhỏ, P bên này nhỏ, P bên này thì mình lại không muốn nhỏ, đúng không? Thì có một cái trong CSS nó gọi là thì mình selector mà theo kiểu con cháu đấy, có nghĩa là này mình đi vào vùng P mà thuộc cái trái class trái mà có cái CSP này, này thì nó mới ảnh hưởng. Còn những chỗ khác bên này P bên này là bên của cái phải đúng không, thì nó sẽ ảnh hưởng. Thì chỗ này mình selector bằng CSS bằng cách là mình chấm trái ha,
mà tắc P thuộc cái CN trái thì nó mới có hiệu lực. Thì bây giờ bạn sẽ nhìn thấy, nãy mình vừa mới thử kia phong sai là 10 14 đúng không? Đây đặt với 4 lại. Đây. Được ha, bên trái bị ảnh hưởng. Bên này ảnh hưởng. Nhưng bên này thì không bị. Đó. Được ha. Ở dưới này cái nút đến rồi, cái nút này, nút bên này thì nó không có đường viền chữ màu xanh, thằng này thì có nền chữ màu trắng đúng không? Thì chỗ này các bạn nút thì mình cứ để này là button đúng không? Ở dưới này mình sẽ select cái button cho nó. Button. Nếu là button thì mình sẽ padding của nó ví dụ như 5 đi. Mình cứ định hướng còn chính xác ra một cái mình chọn được. Chiều ngang ít nhất là bao nhiêu đấy, min width ha, min width tối thiểu là phải 35 chấm điểm, 35 hay ít nhỉ, cho 105 chấm điểm ha, tối thiểu min width đó. Được đúng không, lưu lại cái đã rồi, border là không có, border là không có thì đặt rồi. Border radius ví dụ đây mình cho 3 chấm điểm. Đó, tạm thời mình như vậy thử nha các bạn, nhầm đúng không, đây mới là của mình đấy, cái nút của mình đây rồi, con chuột của mình thì nó sẽ cursor của nó sẽ ra bàn tay đúng nhá, chỗ này là cursor, này là point hem đi ha, thầy cũng không nhớ cursor này giống gì quên rồi các bạn, chắc point quá rồi, lâu không dùng không nhớ mấy cái lục tính ha. Đấy. Rồi hay hay là 12, hay là ví dụ 32 nhỏ chỗ này, bây giờ tạm thời đi xong mình nói những cái tiếp theo nào. Đây đấy, đây hơi chuột nó ra point này đấy, bây giờ mình có một cái điểm là cái thằng này cái đường viền nó lòi ra khỏi đường viền đúng không, thì trên thực tế người ta có kinh nghiệm đã hay làm một cái class tên là clear fix, là xóa đi ha, cái này clear bỏ hết định dạng của cái việc đẩy là bầu, và dưới này thì trước khi mà kết thúc cái deep này là người ta sẽ clear fix ha, một cái deep giả, cái này ta sẽ dùng cái cách là dùng cái deep class là clear fix đúng không ạ, nó không làm gì hết, nó chả chứa gì hết, mục đích là mình xóa định dạng bị cái thằng float nó đẩy, thì chỗ này mình gọi cái deep này deep giả, sau này các bạn debug các trang web người ta hay dùng cái cách này, chỗ này mình refresh à, cái này không phải do cái clear fix nó tạo thành, cái này lúc nãy là gì biết không, lúc nãy cái này chiều cao hay của mình trong cái phần mà phần trên này, mình để là 500 bỏ đi này thì nó sẽ hết đúng không, nó sẽ bị cái bụng vụ này nữa. Đó, rồi bây giờ mình mới clear fix ở bên dưới dưới ha, dưới cái vùng này lúc nãy là vùng nội dung, thì cái clear fix mình sẽ đặt bên dưới cái này phần trên phần dưới này. Ủa sao vẫn bị cái này ta? À cái này hình như do cái hay chứ. Thầy bỏ cái hay lúc nãy mình chưa bỏ đúng không? Đấy. Nó do mấy cái chỗ mình dùng float nó bị đấy ha. Clear bầu.
Tức là chỗ này mình hiểu là như thế này, cái vùng bên trái này, vùng trái này, nó front left, vùng bên phải này cũng vừa front left, đúng không? Thì thường thường khi mà mình front left hai cái vùng này để kết thúc cái chỗ mà kết hai cái vùng này, thì mình sẽ tạo ra một cái deep giả có cái thuộc tính clear fit để mình clear bầu xóa thì không cho lại đẩy bên trái hay bên phải gì hết. Thì lúc nãy mình đặt cái class này đây, cái deep giả này không đúng không? Đặt chỗ này mới đúng không? À, tức là như vậy các bạn sẽ có ba cái deep, deep thứ nhất là deep trái, deep thứ hai deep phải và deep thứ ba deep clear fit để mình xóa cái định dạng do float left nó tạo ra. Đó, và trên này thì hồi nãy mình đã xóa cái hay rồi đúng không? Phần trên lúc ban đầu mình thử mình để hay, bây giờ mình xóa cái hay rồi. Bây giờ mình thử cái trên này giao diện mình refresh, đó thì mình thấy này cái khung của mình là giới hạn từ đến đây đăng nhập tiếp theo, đó ví dụ vậy. Bây giờ đối với cái này thì mình thấy bên trái này thằng này thì nó không có nền này, nó không có gì chữ, nó màu đỏ trắng đúng không? Mình gọi đặt tên, mình sẽ làm cái class này đặt là trắng xanh đúng không? Này là xanh trắng ví dụ vậy đó. Chỗ này các bạn sẽ đặt một cái, mình sẽ làm một cái class tên là trắng xanh, trắng xanh. Còn cái class thứ hai nó ngược lại, thế này là xanh trắng ví dụ vậy. Thì tìm mình đúng không? Này này là back background color. Cái này sẽ là màu trắng đi, white. Đúng không? Và color thì nó sẽ là màu blue. Blue đúng không? Đấy. Thế còn thằng này thì ngược lại. Đây background color sẽ là blue. Đúng nhỉ? Còn color thì sẽ là white. Được không? Đó, ví dụ thế. Giờ mình refresh tầm này lại xem tình hình ra sao. À mình chưa quên à, chuyên có cái vụ là quên không gắn à, thằng này class của nó là class select sẽ bằng là trắng trắng xanh, còn cái thằng ông nội bên dưới thì ngược lại đúng không? Đây thằng này là xanh trắng. Ok bây giờ thử coi xem kết quả. Đấy thằng này là trắng đấy, thằng này xanh, này xanh trắng. Có điều mình làm màu gắt quá đúng không, của người ta màu dễ thương hơn này. Để các bạn tự chọn nha, các bạn tự chọn ha. Cái thằng này thì mình muốn nó canh sang bên phải đúng ha. Bây giờ giả sử thằng xanh trắng ấy, trắng xanh thì bên trái đúng không, thằng xanh trắng này thì nó sẽ là float float, nhưng mà lần này float right, nó gầy bên phải. Các bạn thấy này này. Ủa bây giờ mình lưu chưa ta, lưu lưu à, cái này vì khi mà float thì mình có display ha, display là block ví dụ vậy đó. Thì các bạn đẩy nó mới nhảy đó, ví dụ này mình refresh này nó nhảy sang phải. Ok các bạn được ha. Một cách bên trên thì mình dùng margin top thôi đúng không? Ở đây mình inspect element chỗ này, giả sử như button này này thì các bạn dùng button này margin. Hồi nãy mình có margin chưa? Chưa. Margin top. Ví dụ mình muốn cách trước là 22 chấm điểm. Đó. Đây mình thấy này, nó cách trên này. Cách nhiều hơn chút. Đúng không? Margin top là 2. Đây này, hờ đấy mình thấy đánh dấu cái vùng. Còn nhìn bên trên này, cái vùng mà cách trên mình muốn cách bao nhiêu thì nó tự động nó đậm cái màu hơi cam cam vàng vàng này đúng không? Đó. Như vậy là nói chung cái vùng này ổn đúng không? Là mình làm là mình có thể làm được. Image này các bạn muốn image của cái thằng phía bên trên để cho này nó bị ảnh hưởng này. Thì chỗ này cái này là thuộc vùng trái đúng không? Trái mà IMG, những thằng nào IMG thì cái mắc hay ha, hay là mình chỉ định hay luôn, hay nó chỉ có chừng 48 chấm điểm thôi. Là ví dụ vậy. Thì chỗ này các bạn sẽ thấy cái hình này của mình, hình Google này mình nó sẽ nhỏ lại. 48 vẫn nhỏ đúng không? À vẫn lớn đúng không?
tôi muốn nhỏ nhỏ nữa, chỗ này mình cũng chọn. À, em chỉ muốn 28 thôi. Đúng nhá, mình nhìn ước lượng bên này này, này hơi khác nha, tại vì cái này nó vẽ khác mà hình này của mình kiếm được là hình khác đúng không? Ví dụ mình muốn là thôi em muốn nó chỉ chừng này thôi, 25 đi. Thì chỗ này bên ngoài, bên này mình sẽ chọn là 25. 25. Được không ạ? Đó. Thế còn cái này ví dụ như là này là Nguyễn Minh, này là Quang. À có một cái điểm nhỏ, có bạn là em muốn làm sao có chữ Gmail đằng sau này, làm được không? Làm được, cái này tiểu xảo thôi, không có gì hết các bạn. Nếu mà muốn làm như thế nhé, thì cái cách làm chỗ này là mình sẽ tạo ra một cái div có đường vòng quanh như thế này. Đó, có một đường vòng quanh ha. À, cái text box nằm trong cái div này thì nó sẽ không có đường viền. Đấy. Và bên phải mình dùng cái span tên là gmail.com. Thế là mình làm thử xử lý cái trường hợp này như vậy. Nó chính là của cái này. Trên cái này tôi sẽ dùng chiêu, tôi đặt một cái là deep ha. Deep class của nó là mình không giả, giả mà mình làm giả đúng không? Mình lừa người ta, nó tự ra đánh giá, đánh lừa hiệu ứng đó, đúng không? Đó. À, chỗ này tôi không dùng, lát nữa tôi sẽ cái khung giả này mới là full này, còn thằng này thì không phải là full nha các bạn. Tại vì nếu mà mình dùng full nó không đủ chỗ chứa. Thì chỗ này là span, mình dùng một cái span này là a.gmail.com được không? Gmail. Ok nha. Thằng số này tôi sẽ định dạng theo kiểu này. Thứ nhất là nếu là không rẻ đúng không, thì tôi sẽ làm gì, tức là border một chấm điểm solid, hồi nãy có mình chép lên trên cho nhanh, đối với border input ha, thì nãy mình dùng cái này đúng không, copy cái này xuống, bây giờ có nửa ngày lắm ha. Cái thứ hai nữa là border radius này, nãy mình đặt trên kia là nhiêu, nãy quên không chép mà, 6 chấm điểm, 6 chấm điểm đó. Ok nha. Rồi ấy, rồi width của mày á, width của mày chính là 93 đúng rồi, 93 chín mấy tùy, đặt lại nó đặt nhớ là 93 mà cũng đặt 93 đi. Bây giờ riêng cái text box mà nằm trong cái thằng này, tức là nếu mà thằng khung khung rẻ mà cái thằng input đó, mà cái loại của nó ấy, thay bằng text đúng chưa, thì thằng này không có border, tức là border là đúng không ạ? Thế còn đối với span, tức là cái khung rẻ đúng nhỉ, mà span nằm trong nó thì thằng này display là block đúng không, và này nằm bên phải tức là float hai chấm right đẩy sang bên phải. Đây tôi đang chỉ theo nó đó. Thằng này là khung rẻ, đây chính là định dạng này là khung rẻ của mình đây. Cái thứ hai là thằng input class là full, à cái thứ hai nữa là input mà thuộc khung rẻ, đây là input này kiểu text mà thuộc cái khung rẻ thì không có đường viền. Rồi thằng span này đang thuộc cái khung rẻ, vậy nếu mà span nằm trong khung rẻ hiển thị ở dạng khối đây trong bên phải, bây giờ thử xem cái chỗ đây như thế nào đây. Đó, đây, refresh. Ôi chết, thằng này nó bị đẩy ra ngoài. Tại mình thằng này đang dùng full đúng không? Đấy, mình bỏ cái class này đi.
Được nha. Này. Đấy, giờ mèo này. Mà hiện giờ đang nhảy lung tung đúng không? Thằng này thì nằm đây, thằng này đây. Trong khi của người ta thì nằm canh nó nằm giữa như này. Mình thử xem người ta có làm giống vậy không nha các bạn. Nhấn nút phải này, mình inspect element. Thầy đoán ấy, đúng không? Thấy không? Người ta cũng dùng ma lanh này. Người ta dùng cái thằng input này. Input của họ hay padding à, đúng nhỉ? Đấy. Và chữ thì nó có thêm cái text alignment này. Là cái bên phải của mình. Cái bên phải thì nó dùng cái div này, div này, div tên người. Đâu rồi? Cái gmail này, mình gmail ha, inspect. Thì các bạn thấy là nó dùng cái span của nó không? Cũng gmail này gọi. Đấy giờ nó canh rồi. Nó làm cái bạn thấy nó làm phức tạp rồi đấy ha. Này nó không đơn giản đâu, làm phức tạp cũng đầy. Thế còn ở đây của mình thì ok, theo cái cách làm là nó cũng làm giống vậy đấy. Đấy, cho nên là nó làm phức tạp hơn đúng không? Này cũng vậy này. Này cũng vậy. Bây giờ mình chỉ chỉnh lại mấy cái này thôi. Ví dụ đây thì tôi thấy thằng này, thằng padding của này. Nếu mà không rẻ. Cái này padding nó nhiều quá. Đúng không ạ? Padding nó nhiều quá. Nếu mà mình margin. Nếu mình padding. Margin, đúng không? Vậy thì nếu mà thằng text box mà nằm trong input mà nằm trong khung giả này này thì margin nó khác. Margin sẽ bằng không, này bề ngang chiều ngang lúc nãy là nhiều 6 đúng không, 6 còn display này thằng span này thì mình cũng cho cái hay nó bằng 32, tức là gọn đồng nhất các giá trị thì nó sẽ ok thôi. Này, padding thằng này bên kia thằng padding như là 6 đúng không, là 6 giống thì mình sẽ thấy nó giống đây. Refresh đấy, gần giống đúng không? Cái thằng span này mình đẩy xuống chút nữa, thằng span này padding, nếu mà bạn muốn padding top riêng, padding top ha là 10 12 đấy, padding 12 giảm xuống thì tùy các bạn, để 12 đi, tôi vừa chọn đại vô tình trúng padding 12. 12 ok ha. Đó, chỗ này thì đây chẳng qua chỗ này là dùng chiêu thôi, cái vùng trống này thì mình muốn cho nó lớn lên, cái này span thằng này, nếu là thằng này thì mình chỉ định cái width, width của nó là ví dụ 80% rớt mất đúng không, làm xuống chơi chiêu sửa trên màn hình đấy 80 65 là được đó các bạn. Cái khung này lúc nãy mình để 93 nó hơi ít, là mình để cho nó khớp bên kia tăng lên chút đấy, thằng này phải là 98, nếu mà 97 thì sao ta, nhỏ đúng không, 98 này thì cái khung khung giả này về 98 98, và nếu này 98 thì thằng này mà để 65 thì nó hơi ít đúng không, mình để tăng lên đây nha, để thử tăng lên tăng lên tăng lên rớt đúng không, bằng này rồi là 67. Như vậy cái thằng input text ở chỗ này mình sẽ đặt nó là ô, lúc nãy mình là nhiều, chép cái khúc này lại margin width. Đâu rồi? Border margin. Chỗ này là width. Này là 67%. Đúng nhá. Nói chung dễ đúng không? Chỉ việc cơ bắp ngồi sửa thì biết. À, đấy các bạn thấy này, có này. Những cái khác khoảng cách các bạn tự làm đúng không? Đó. Bây giờ còn cái trang thứ hai à, còn bên dưới, khúc bên dưới này quên, nãy ra quên. À, khúc bên dưới là cái div phần dưới.
Thì cái này theo như mình thấy ấy, chỗ này có tiếng Việt, cái này chính là cái select thôi. Thì chỗ này các bạn chỉ cần đặt một cái là select đó này, option value của nó sẽ bằng cái chữ là English đúng không? Đấy, hoặc là Chopin option value của nó sẽ bằng là Chopin đúng không? Rồi option này value nó bằng Việt Nam đúng không? Đó. Hoặc là giống như chép qua copy paste này Thailand. Ok ha. Đó. Thử nha. Nè. Bên này của mình. Đấy có nè. Ô. À đấy là value thì còn text nó phải nhìn thấy đúng không? À, phần dưới thì bị dính trên à, cái này là text các bạn, cái này mình dùng là text. Option rồi cái này là hai này để chữ English này là value được chọn này, thế mà hiển thị là có chữ này mình không có hiển thị rồi, đây mình hiển thị nó là bát copy hả. Ví dụ vậy đó. Thì chỗ này mình thấy này. Đấy có English kéo chọn. Đúng nha, Japanese. Chỗ này thì mình định dạng này không có đường viền, cái này để dành các bạn làm nha. Đến chỗ này là cái coi như là xong rồi, cái trang thứ hai các bạn tự làm luôn. Đấy. Cái này là trợ giúp bảo mật điều khoản thì sẽ làm gì? Chỗ này những cái nào bạn không biết thì tôi chỉ, còn những cái mà mình biết làm ấy, thì cần chịu khó thì tôi sẽ để cho các bạn tự làm. Cái này các bạn sẽ dùng cái danh sách bên này này có các mục trợ giúp bảo mật điều khoản đúng nha, thì cái đấy chính là một người ta thường đã dùng là UL đó. Và dưới này có LI LI thứ nhất là trợ giúp nhưng mà cái chữ này không thì nó không tác dụng, người ta này ta bấm vào đây này các bạn lôi đi là mình thấy à lôi được như thế này này. Thì cái này chính là link đó các bạn. Này thông tin nhấn nút phải vào đây Inspect Element mình thấy trợ giúp này chính là một cái tag A. Đấy cái đáng dùng giống như thầy nói này. Làm cái UL và trong này có các cái ali, mỗi li này là một cái tag A và đây target là blank đúng không? Đấy. Thì mình làm nhiều thì mình có kinh nghiệm nhìn mình sẽ đoán được. Và thế chỗ này là li ở đây tôi mình cũng dùng tag A nha. A rồi HLF sẽ bằng cái gì lát nữa mình copy của thằng game đưa vào và cái này target mở trên một trang mới sẽ bằng blank ok ha, để đóng lại đây là tắt e và dưới này thì mình bác copy nha, copy đấy copy chỗ này là đâu ta bảo mật, này là bảo mật. Cái này là điều khoản ok chưa, ở bên này mình bấm vào đây này thì thấy nó mở bên này lên, copy cái link này các bạn, copy cái link này của người ta gắn vào này, tay này mình gắn vô thì nó trở về Google nó mở rồi đấy. Rồi cái này là bảo mật bấm vào. Đấy thì mình cũng copy cái này, copy cái link này mình bác vào đây. Tại mình đâu làm được mà bây giờ mình ngồi mình làm trang này thì mất thời gian lắm đúng không, mình copy của nó là nhanh nhất trỏ vào sau này còn chém gió với bạn bè mà của tao làm, tao gọi thằng Google phục vụ trên trang web mà tao vừa xây dựng đúng không, làm thì ghê quá này. Bây giờ mình của mình này, cái này của người ta này đúng không, mình đóng lại của người ta đóng lại của mình đây này. Bây giờ mình refresh. Ủa sao nó nằm đây? À, của người ta nằm ngon lành à, đúng không? Của em thì nằm thế này.
À, không sao, cũng đơn giản các bạn. Đây chính là cái UL mặc nhiên này. Là UL là nó sẽ unordered list, tức là nó trừ sau không sắp xếp thì nó bắt dấu trơn tròn. Bây giờ cái unordered list này, cái dấu trơn tròn này mình bỏ đấy, under style là mất, đúng không? Thì mình lại làm cả CSS thôi, không có gì hết. Đấy, cứ bình tĩnh ha. UL này thì mình gọi cái thằng list style là none. Thử nhé, đây vừa làm vừa chọn là mình cảm thấy nó hiệu quả liền, cảm thấy vui đúng không? Là refresh. Ồ, sao nó chưa mất ta? ULLI vậy, LI. Ra những cái LI này thì list style của nó không có. Đấy, mình refresh. Đấy mất à? Mất vui không? Đấy. À, rồi những cái tag A thì mặc nhiên tag A nó sẽ hình như này. Link nào mà đã đến rồi thì nó sẽ đổi màu, đúng không? Tức là thuộc tính, tức là visitor. Như vậy tag A của mình này. Đấy, chỗ này mình làm tiếp nha. ULLI tag A chấm visitor. Thì color tôi muốn kiểu gì thì color của nó cũng là màu xám, tức là gray đó, ví dụ vậy. Hay màu gì tùy mình. Như chỗ này mình thấy nó bị ấy này, rồi không có chân, không có gạch chân đúng không? Color rồi underline, thầy không nhớ nó phải underline không? Transform transform đổi ý khác là à, mình đi quên thì mình chọn nó, mình nhấn nút phải và mình inspect element mình tìm là nhanh nhất đúng không? À, text decoration này các bạn, đấy tại không nhớ, đây text decoration cái thuộc tính này, cái chỗ này thì mình sẽ là text trang trí cho cái thằng chữ đấy ha. Decoration này là lần không có. Bây giờ thử nhá, chỗ này mình refresh đấy, ngon lành hơn này, tắt A cũng mất luôn đúng không? Như vậy chỗ này mình đấy là visited, còn cái tắt A này cũng không có cái gạch chân luôn. Đó, chỗ này mình cũng vậy. Được không? Chỗ này mình refresh. Đó, nó bị mất rồi nè. Thế nhưng mà bây giờ của em sao nó muốn nó nằm giống như bên trên này của người ta, ngon lành nằm đây. Được, cái này mình display block thử này. Đây giờ mình làm trực tiếp bên trên này rồi mình cho nó nhanh. Mò mò kia lâu lắm đúng không? Đây là LI này. Thì tôi quy định display block đúng nha, và float của nó là float right. Đấy. Rồi tôi muốn margin cách chen chúc này là 3 theo chiều dọc. Đúng nha. Chiều ngang là 12 chấm điểm. Thấy không? Đấy. Ok. Ok ha. Của người ta cách bao nhiêu? Thì chỗ này mình copy thôi. Chỗ này float right thì mình copy. Chỗ này mình đang làm ALI đây, ALI đây. Đấy. Còn cái đống này mình muốn đẩy ra trên này, nó cũng công cụ này các bạn, bấm đẩy ra. Lâu lại. Lâu hẳn. Rồi trên này mình refresh, đó nó ra cái này. Cái này cũng tương tự nha, cái này mình đẩy margin này nó xuống thôi các bạn. Cái này là này lời đúng không? Này là border nó, đấy là nó mất theo. Hồi nãy mình đặt kia là gì ta? Margin 3 chấm điểm. Nó bị dính ra dòng này đúng không? Thì các bạn đặt CSS class nha. À, nói chung là như vậy đấy ha. Đó, cái này nè. Mình thấy của người ta không có nữa. Người ta CSS thôi các bạn. Chỗ này người ta cũng làm vậy đó. Inspect, thầy đoán cũng thế ha. Ủa này nó gớm hơn mình, nó làm nó không thèm xài
select luôn mà nó dùng deep để nó gắn một đống. Cái này nó lợi dụng, nó ỉ vào kỹ thuật lập trình của nó sinh kiểu này được. Chứ mình layout mà làm kiểu này thì khó, đúng không? Đó. Nó sẽ ra cái khung này, đầy như thế. Ok ha, tắc A của mình là không gạch chân, chữ bình thường. Này, mình lấy có thể lấy cái màu này này, mình thích cái màu của nó. Nó có họa sĩ, mình cũng có, mình đi chôm, chọn này. Color này các bạn, màu của nó đây. Copy. Thì cái tắc A là sẽ decoration là bằng 0. Như vậy là tắc A nào. Vậy thì mình khỏi cần ULI luôn, mình chỉ tắc A. Cứ tắc A là không có decoration, color. Thì sẽ là cái màu tôi vừa đi ăn cắp được, đúng không? Đấy, lưu lại, vui đúng không? Vui ha. Này, refresh. Cái lộn của người ta, bên của mình đây. Đấy, nó đổi màu, đúng chưa? Đó, mấy cái này các bạn tự làm nha. Cái này là select này. Mình chọn cái này lúc nãy là select. Được ha. Select này thì border là không có. Và những cái khác thì gì mình tự làm đấy. Thực ra mình thấy như vậy đến đây là mình thấy là mọi thứ trên này bản chất là gì? Refresh đi. Bản chất trên này là gì? Để làm ra được cái giao diện thì các bạn dựa vào cái đống này, đúng không? Dựa vào cái đống này. Đấy, dựa vào cái đống này. Và cái đống này thì gọi là CSS, đúng không? Và nhớ rằng là cái đấy làm thì bản chất là cái đó thôi. Nhưng mà cái phần quan trọng nhất là chỗ này là còn phải biết dùng tắc cho đúng. Dùng in, cái nào là input, cái nào là hat. Nếu mà mình hiểu thì mình có thể tạo ra những cái giả. Trong trường hợp này mình lừa người ta nào. Đấy, cái khung này mình lừa người ta tưởng là cái ô này. Mà bấm visited trong này focus thì nó sẽ bị mất cái màu phạm vi đi. Được ha, vậy cái hướng dẫn của tôi chắc dừng lại đây thôi. Dài quá không cần thiết, đúng không? Các bạn làm có một cái điểm chỗ này, bấm nút đăng nhập này nè. Thì mình gọi cái trang của Google, gọi thằng Google luôn. Còn bấm next thì nó sẽ trang sau. Tức là các bạn sẽ gọi cái trang Gmail second page. Mà cái second page các bạn tự làm nữa, tôi không làm đâu. Đấy, ví dụ gõ đại, gõ đại. Này mình quen 2 2 1 3 4 5. Ví dụ vậy là đặt đại. Này là tài khoản của mình. Tài khoản của mình, đúng không? Và mình nâng nào. Đó. Thì trong này các bạn làm mấy cái này cũng giống thế này. Mấy cái này nãy giờ chỉ giống thôi, các bạn chỉ cần chịu khó đúng không? Đấy, cũng chia làm hai vùng đúng không? Làm hai vùng. Rồi cái này thì không làm được nha các bạn. Cái cờ này là các bạn chưa làm được, đừng có làm. Làm cái select lúc nãy thôi, chỉ có tên thôi chứ không có cái hình ở trong đấy. Mình chưa làm được ha. Đấy, địa chỉ mail này nó cũng làm bình thường, mấy cái này cũng vậy, các bạn tự chọn đúng không? Tháng này thì cũng là option thôi, chọn từ 1 đến 12. Đó, rồi giới tính thì mình cũng làm option thôi. Ok ha. Đó, thế là sẽ ra. Và các bạn cái này thì các bạn bấm vào cái link, các bạn sẽ gọi cái, đối với nút này này, các bạn sẽ gọi cái trang Gmail first. Bấm vào tiếp theo thì nó sẽ gọi gọi cái thằng Gmail second, đúng nhá. Đó. Ok ha. Như vậy là trước khi kết thúc thì nó lại chúc hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách làm như thế, bản chất là gì để chuẩn bị cho cái việc mà cái bài tiếp theo mình học về CSS ấy. Tôi mô tả cho các bạn các cái cách mà mình dùng CSS, và CSS này người ta gọi là internal CSS, là CSS nội trang, tức là nó áp dụng với hiệu lực trên tất cả những cái của cái trang này. Còn với trường hợp mà nếu mà mình dùng cho cả hai trang này này, thì gọi là dùng external, tức là cái đống này này. Cái đống này mình phải khai báo dưới dạng một cái file CSS. Ví dụ như các bạn, đây mình file new một cái file, và file này mình gọi là style sheet. Cái này trong cái style sheet này thì mình đem toàn bộ cái style này. Ok ha, toàn bộ cái phần lúc nãy trong style mình cut, mình bỏ vào trong cái thằng này, xóa cái đang có đi bác. Được ha, rồi mình lưu lại. Thì chỗ này mình lưu lại thì nãy mình đặt tên nó đây, tức là dùng cho Gmail, đúng không? Đó, CSS. Thế thì bây giờ bên trong này thì tôi không cần cái tag style này nữa,
mà tôi sẽ chỉ ra cho nó là dùng cái này để khai báo ấy. Link ấy, ha. SRHREF sẽ bằng quên không ạ, quên là mình nhấn phải xem nó khai báo chỗ nào, tự nhiên thì quên không nhớ. Nó tên là link đấy, đúng không? HREF icon, nó dùng style nổi tuyến. Còn nếu mà link thì mình chỉ đến reference là style sheet, đúng không? Type là text series thì không nhớ. Thì mình có thể mình đi mình bắt chước thằng nào đó, link thì rank sẽ bằng style sheet, đúng không? HRF sẽ bằng là lúc nãy mình đặt tên là dùng cho gmail.cs, đúng không? Và chỗ này là type sẽ bằng text css, đúng nhá. Đó, mình có thể dùng cái này. Làm này nó cái lợi là gì các bạn biết không? Lát nữa mà mình có dùng cái nguyên cái này, dùng nguyên cái này cho cái ông nội này thì mình không phải làm lại nữa, đúng không? Thì chỉ vào thôi. Kỹ thuật này nó gọi là external CDN. Đây mình lưu lại, bây giờ mình refresh ở bên này nhá, mình thấy nó vẫn được, vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng nhấn nút phải inspect vào đây này, mình thấy trong này không có style mà nó dùng cái này, đúng nhá. Nó vẫn hiểu được trái trái này, các bạn nhìn thấy bên phải cái gì đây, trái của mình vẫn nhận được nha. Và trái này lúc nãy là nằm trong cái external, tức là cùng trong cái trang Gmail first page, còn bây giờ nó nằm trong cái cùng dùng cho Gmail này. Đó. Như vậy hôm nay thì bản chất ấy, trước khi kết thúc thì nói lại một chút, bản chất để làm được cái bài này là các bạn phải hiểu rõ về cấu trúc của HTML, đúng không? Bài này mà các bạn không hiểu rõ về cấu trúc của HTML để các bạn mô tả các thành phần, các bạn suy diễn mô tả thành phần được chính xác thì các bạn sẽ không làm được, sẽ không biết làm như thế nào, đúng không? Đó, nếu mà mình biết mình hiểu thì cũng dễ, đúng không? Chẳng qua nãy giờ mình làm từ đầu giờ mình làm chẳng qua là cơ bắp thôi, cứ làm rồi mình thử, làm mình thử. Còn nếu như các bạn có kinh nghiệm nhiều ấy thì không cần phải làm mình thử, mà các bạn làm đâu được đấy, tức là con nhìn con biết chính xác cái đó là cái gì con chọn. Còn đây thì tôi vẫn làm theo cái kiểu vừa làm vừa thử biết là gì không, bởi vì các bạn chưa giỏi. Thầy làm kiểu đấy để mình cũng biết cách để mình tập mò, đúng không? Và nếu như các bạn chịu khó mò nhiều, các bạn sẽ hiểu rõ, các bạn sẽ làm tốt. Ok ha, nhà bản chất chỉ là cơ bắp thì chả có gì trí tuệ, đúng không? Vấn đề thứ hai là khi anh mô tả được đúng kiểu, đúng thành phần của cái trang HTML rồi thì anh sẽ phối hợp với một cái mà buổi kế tiếp đây mình sẽ học đến, đấy chính là CSS. Và mình thấy rằng để làm được như của người ta, như mong đợi, thì các bạn phải sử dụng CSS thật tốt, đúng không? Như vậy thì bí quyết để tạo ra được một cái trang web là gì? Là tạo ra giao diện ha, layout được giao diện ấy, thì bản chất là các bạn phải mô tả được dữ liệu HTML chuẩn và biết sử dụng CSS hợp lý, chỉ có nhiều đó, đúng hai câu rất đơn giản, đúng không? Nghe thì cũng được, nhưng mà tại sao em làm nó cứ có nhiều cái không được? Đấy là vì các bạn thiếu kinh nghiệm, các bạn phải tập luyện nhiều nha, nhớ nha, tập luyện nhiều. Thôi đến đây thì kết thúc, đúng không? Chúc các bạn có nhiều kiên nhẫn để giải quyết vấn đề của mình. Ok ha. Chào các bạn.